Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 651, bảo ngươi đi thì đi ngay đi. Trên bệ đài, 6 người cầm trường kiếm kề sát giữa lông mày, từng luồng kiếm ý không ngừng trào ra từ trong cơ thể họ, mà trên bãi đất cao kia bỗng nhiên tập trung vô số kiếm quang. Trảm tiên kiếm trận. Đây là đại trận mà kiếm chủ thương giới để lại cho Thương Kiếm Tông dùng tự vệ. Nó cũng là lá bài tẩy mạnh nhất của Thương Kiếm Tông hiện nay. Lúc đầu họ không muốn sử dụng, nhưng thực lực của người đàn ông tóc trắng này quá mạnh, nếu không dùng nữa thì có thể sẽ không có cơ hội dùng. Trên không trung, người đàn ông tóc trắng để tay phải ở sau lưng, mặt không cảm xúc, mà một lực lượng đang lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Ở bên khác, đám người Lục Tôn chủ đã lui sang một bên. Thật ra họ cũng không muốn triệu hoán người đàn ông tóc trắng này. Vì đây là người mà họ dùng để chuẩn bị đối phó với cô gái bí ẩn. Tiếc là hai người Lâm Tòng Vân ra sức bảo vệ Diệp Huyên, họ không thể không sử dụng lá bài tẩy này. Có thể nói giờ đây cả hai bên đều đã sử dụng lá bài tẩy của mình. Lúc này người đàn ông tóc trắng nhìn như đã áp đảo Thương Kiếm Tông, nhưng trong lòng Lục Tôn chủ vẫn có chút lo lắng. Bởi vì cô gái bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện. Cảm giác cô gái đó mang lại cho gã ta, quá đáng sợ, mà bây giờ cô gái đó vẫn chưa xuất hiện. Đây là điều gã ta lo lắng nhất. Cách đó không xa, vẻ mặt của Lâm Tòng Vân và Tần Chấn cũng hơi khó coi, hiển nhiên hai người cũng không ngờ thực lực của người đàn ông tóc trắng này lại kinh khủng tới vậy. Sau nháy mắt im lặng, Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, Liên minh hộ giới đã quyết tâm giết hắn, chúng ta nhất định phải thông báo với bên trên. Nếu không thì chàng trai kia có thể sẽ chết ở thế giới này. Tần Chấn nói với giọng nặng nề, ngươi về đi. Lâm Tòng Vân lắc đầu, ông về đi, ta ở lại đây bảo vệ hắn. Tần Chấn còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Tòng Vân lại lắc đầu, không nên lãng phí thời gian. Đi mau, Đam Mỹ Hài. Tần Chấn nhìn Lâm Tòng Vân, cẩn thận, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Nói xong. Ông ta xoay người biến mất ở phía chân trời mênh mông. Một tháng. Lâm Tòng Vân nhìn phía chân trời, trong mắt có chút lo lắng. Họ phải mất một tháng để đi từ Linh Hư Tinh Cung đến đây. Mà nếu Tần Chấn trở về, sau đó dẫn người đến, nói cách khác thì ít nhất phải 2 tháng. Thời gian 2 tháng. Lâm Tòng Vân liếc nhìn người đàn ông tóc trắng ở phía chân trời. Ông ta chỉ là một phân thân. Nếu bản chủ xuất hiện ở đây, họ hoàn toàn không có cách nào đối kháng với đối phương. Lâm Tòng Vân lắc đầu thở dài, dù thế nào thì giờ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Ở phía dưới, trên bệ đài, phía trên đỉnh đầu 6 người đã ngưng tụ ra 6 thanh quang kiếm hư ảo từ lúc nào chẳng hay, mà lúc này kiếm ý của 6 người trên bệ đài cũng ngưng tụ lại với nhau. 6 loại kiếm ý hòa vào nhau. Sau một chớp mắt yên lặng, Trần Bắc Hàn chợt quát lên, xuất kiếm. Dứt lời, 6 người đồng thời chỉ lên trời. Vèo 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 vèo. 6 thanh kiếm hư ảo trên đỉnh đầu 6 người đột nhiên hóa thành một tia kiếm quang phóng lên trời, chém thẳng về phía người đàn ông tóc trắng. Không gian ở những nơi mà 6 tia kiếm quang đi qua đều bị xé rách. Người đàn ông tóc trắng trên không trung mặt không cảm xúc, tay phải ông ta thả ra. Sau đó ông ta đột nhiên vỗ xuống. Ầm ầm. Cả chân trời run rẩy kịch liệt, vô số người lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Trên không trung, một lực lượng mạnh mẽ đè lên 6 tia kiếm quang kia, ngay sau đó từng làn sóng đáng sợ dao động ra xung quanh. Mà phía dưới, vô số tòa nhà của Thương Kiếm Tông bắt đầu nứt toác ra từng khúc, không chỉ vậy, ngay cả mặt đất cũng đang bắt đầu rạn nứt. Nhưng vào lúc này, 6 tia kiếm quang ở phía chân trời vỡ ầm ầm, chúng hóa thành kiếm khí bắn tung tóe ra xung quanh. Thua. Diệp Huyên ở phía xa chậm rãi siết chặt tay, mà lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn, rời đi, lập tức. Càng xa càng tốt. Giọng của Việt Kỳ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía bệ đài cách đó không xa. Giờ phút này, sắc mặt Việt Kỳ tái nhợt, máu liên tục tràn ra khỏi khóe miệng. Rời đi. Diệp Huyên lắc đầu, sao hắn có thể rời đi vào lúc này? Hơn nữa hắn cũng không đi được. Bởi vì người đàn ông tóc trắng kia chắc chắn sẽ không để hắn đi.
đối phương muốn tiêu diệt Thương Kiếm Tông, cũng muốn giết hắn. Trên không trung, người đàn ông tóc trắng liếc nhìn đám người Trần Bắc Hàn ở phía dưới, Trảm Tiên kiếm trận. Cũng không tầm thường, nếu ta đoán không lầm, dưới bệ đài này có kiếm ý của tổ sư Thương Kiếm Tông ngươi để lại, tiếc thay các ngươi không có cách dẫn nó ra, đúng không? Trần Bắc Hàn trên bệ đài nhìn thẳng vào người đàn ông tóc trắng, nếu có bội kiếm của tổ sư và dẫn kiếm ý của ông ấy ra, phân thân của ngươi có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Người đàn ông tóc trắng cười nói, tiếc là ngươi không có. Mấy người Trần Bắc Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, họ đều không ngờ Diệp Huyên lại có bội kiếm của kiếm chủ thương giới. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, chuyện này nói ra thì dài lắm. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, trước tiên không nói chuyện này. Nói xong, y nhìn Diệp Huyên, cậu dùng thanh kiếm này dẫn toàn bộ kiếm ý trong kiếm trận ra ngoài. Dứt lời, y nhìn sang đám người Việt Kỳ, bắt đầu. Sáu người quay lại vị trí cũ, còn Diệp Huyên thì đứng chính giữa. Chương 652, Diệp Huyên, hãy đợi đấy. Trần Bắc Hàn chợt hét lên, bắt đầu. Trên đỉnh đầu sáu người lập tức ngưng tụ ra một thanh kiếm hư ảo khổng lồ. Cùng lúc đó, kiếm ý của sáu người cũng xuất hiện trên bệ đài, mà kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên bắt đầu run rẩy dữ dội. Không chỉ kiếm trong tay hắn, ngay cả bệ đài cũng bắt đầu rung lắc điên cuồng như có thứ gì đó sắp đi ra. Người đàn ông tóc trắng trên không trung khẽ chau mày, tay phải ông ta chậm rãi siết lại, một lực lượng lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Nhưng lúc này, Trần Bắc Hàn trên bệ đài đột nhiên quát tụ. Dứt lời, sáu thanh kiếm trên đỉnh đầu sáu người lặng lẽ ngưng tụ, lúc này một luồng kiếm ý mạnh mẽ ảo về phía Diệp Huyên như thác lũ. Những kiếm ý này không tiến vào cơ thể hắn mà hội tụ vào thanh kiếm liên tú trong tay hắn. Keng! Một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng khắp chân trời. Toàn thân Diệp Huyên run rẩy. Giờ phút này hắn cảm thấy thanh kiếm trong tay mình ẩn chứa sức mạnh vô tận. Lúc này hắn có lòng tin có thể phá vỡ bầu trời này chỉ trong một nhát kiếm. Trần Bắc Hàn ở bên cạnh đột nhiên nhìn hắn, y thét lên, xuất kiếm. Diệp Huyên đâm lên trời, kiếm trong tay hắn hóa thành một tia kiếm quang rồi phóng thẳng lên cao. Giờ phút này, dưới sự gia tăng kiếm ý của kiếm chủ thương giới, kiếm liên tú đã vượt xa phạm vi bậc thiên. Chiêu kiếm này sẽ đâm thủng bầu trời. Nhìn thấy sự khủng khiếp của chiêu kiếm này, vẻ mặt của đám người Lục Tôn chủ cách đó không xa lập tức trở nên nghiêm túc. Trên không trung, người đàn ông tóc trắng nheo mắt lại, ông ta đột nhiên biến mất, sau đó một tàn ảnh rơi nhanh xuống từ không trung. Khi tới phía trước thanh kiếm này, ông ta chợt tung một chưởng. Chưởng và kiếm vừa tiếp xúc nhau, trời đất rung chuyển kịch liệt. Ầm ầm. Bệ đài ở phía dưới bật nát, vô số kiếm quang bắn tung tóe khắp nơi. Cùng lúc đó, cả Thương Kiếm Phong cũng đang bắt đầu sụp đổ, xung quanh cực kỳ bừa bộn. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tóc trắng trên không trung. Lúc này người đàn ông tóc trắng lẳng lặng đứng trên không trung, ông ta mặt không cảm xúc như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng đám người Lục Tôn chủ lại nảy lên một chút lo lắng. Trên không trung, người đàn ông tóc trắng nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới, sao ngươi lại có bội kiếm của hắn? Diệp Huyên trên bệ đài nhếch mép cười, ông đoán xem. Người đàn ông tóc trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, yên tâm, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, cơ thể ông ta bắt đầu dần dần trở nên hư ảo. Thấy thế, mọi người của Thương Kiếm Tông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn bên Liên Minh Hộ Giới thì xa sầm nét mặt. Không ngờ chiêu kiếm đó lại đánh tan phân thân này. Khi phân thân của người đàn ông tóc trắng sắp biến mất, ông ta bỗng lên tiếng, Diệp Huyên. Hãy đợi đấy. Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất trên không trung. Ở bên khác, đám người Lục Tôn chủ lặng lẽ rút lui. Mấy người Trần Bắc Hàn cũng không ngăn cản, vì giờ đây họ cũng không cản đối phương lại được, trừ phi là muốn cá chết lưới rách. Sau khi đám người Liên Minh Hộ Giới rút lui, những cao thủ vây xem chung quanh cũng lần lượt bỏ đi. Thương Kiếm Tông thắng. Chẳng mấy chốc tin tức này đã truyền khắp Trung Thổ Thần Châu như bệnh dịch. Tất cả các thế lực đều kinh ngạc. Hiển nhiên họ cũng không ngờ Thương Kiếm Tông sẽ thắng.
Phải biết rằng hiện nay Liên minh hộ giới vẫn là thế lực lớn số một ở Thanh Thương giới. Hơn nữa lần này họ còn điều động nhiều cao thủ như vậy. Nhưng Thương Kiếm Tông lại thắng. Quá kịch tính. Nói tới đây thì hắn dừng lại. Trần Bắc Hàn nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, nếu cậu không muốn nói thêm, chúng ta cũng không ép buộc. Nhưng kiếm của tổ sư nằm trong tay cậu có thể là do ý trời. Kể từ bây giờ, cậu sẽ là tông chủ đời kế tiếp của Thương Kiếm Tông ta. Ta. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, tông chủ, ta không có hứng thú với vị trí này. Trần Bắc Hàn cười bảo, nếu làm tông chủ bất cứ lúc nào cậu cũng có thể được lấy mọi thứ trong tông. Diệp Huyên vội vàng nói, vậy để ta suy nghĩ lại. Mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 653, chúng ta cần một người có thể trấn áp nội bộ và bên ngoài. Nghe thấy lời Diệp Huyên, mọi người trong điện đều lắc đầu bật cười. Không lâu sau đó mọi người rời đi. Trong điện chỉ còn lại Kiếm Huyền và Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn nhìn Kiếm Huyền, cười nói, đại sư huynh, không ngờ sau mấy năm rời tông, huynh đã gần đột phá cấp bậc đại kiếm tiên. Kiếm Huyền lắc đầu, chênh lệch nửa bước có thể dừng bước cả đời. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, càng lên cao thì càng khó. Nói xong, y như nghĩ đến điều gì, lại hỏi, thiếu niên kia sao rồi? Kiếm Huyền im lặng một lúc, sau đó trả lời, tính cách của hắn không thích hợp làm tông chủ. Nhưng Trần Bắc Hàn lại lắc đầu, lần này suy nghĩ của đệ và sư huynh trái ngược nhau. Kiếm Huyền nhìn Trần Bắc Hàn cười bảo, đệ đã điều tra, người này là viện trưởng học viện Thương Lan ở Thanh Châu, mà học viện đó được hắn quản lý rất có trật tự. Tuy tính cách người này hơi quá khích và bộc chộp, nhưng đó là đối với kẻ địch, hắn vẫn rất trọng tình với người của mình. Y nói tới đây thì tạm dừng, sau đó lại nói, về việc tính cách quá khích. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, những vấn đề này đều không sao cả. Kiếm Huyền nhìn Trần Bắc Hàn, tính cách của hắn giống với ta trước đây, đệ không sợ sao? Trần Bắc Hàn lắc đầu, lúc trước đệ cũng cho rằng tính cách của hắn giống với huynh trước đây, nhưng cuối cùng đệ lại phát hiện, thật ra hai người có khác biệt rất lớn. Thứ nhất, hắn không bảo thủ, hắn biết tùy cơ ứng biến. Có khi hắn không chỉ vô sỉ mà còn biết dở thủ đoạn. Một câu thôi, rất nham hiểm. Thứ hai. Nói đến đây, y nhìn sang Kiếm Huyền, chúng ta cần một người có thể trấn áp nội bộ và bên ngoài. Nghe vậy, Kiếm Huyền im lặng. Người đứng đầu của bất kỳ tông môn và thế lực nào cũng nhất định phải trấn áp được cấp dưới. Mà bây giờ Thương Kiếm Tông ngoài Diệp Huyên thì là Thương Việt có thể trấn áp trong tông. Nhưng hắn ta không thể trấn áp người ngoài. Diệp Huyên không chỉ có thể trấn áp trong tông, còn có thể trấn áp người ngoài. Lúc này Trần Bắc Hàn bỗng nở nụ cười, thật ra còn một điều nữa, đó là hắn không quan tâm đến vị trí tông chủ. Y nói tới đây thì lắc đầu cười, nếu người này không thất bại giữa đường, tương lai của hắn sẽ không thuộc về Thương Kiếm Tông ta. Kiếm Huyền im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, để quyết định là được. Nói xong, y xoay người rời khỏi đại điện. Trong điện, Trần Bắc Hàn khẽ thở dài, không biết đang nghĩ gì. Điện Vân Kiếm. Sau khi Diệp Huyên trở lại Điện Vân Kiếm, Lâm Tòng Vân cũng đi theo. Đàm Mỹ Hải. Trong điện chỉ có Diệp Huyên và Lâm Tòng Vân, Việt Kỳ thì đang ở nội điện. Lâm Tòng Vân ở trước mặt Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cậu thật sự không đi với ta? Mối nguy vừa được loại trừ, y muốn đưa Diệp Huyên rời khỏi Thanh Thương giới. Nếu Diệp Huyên đồng ý đi, y chắc chắn có thể đưa Diệp Huyên trở lại Linh Hư Tinh Cung. Muốn truy đuổi người khác trong tinh không bao la là một việc cực kỳ khó khăn. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, ta cũng muốn gặp người ấy. Nhưng giờ ta thật sự không thể đi. Hiện tại mối nguy của Thương Kiếm Tông vẫn chưa được loại trừ, hơn nữa hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Lâm Tòng Vân khẽ thở dài, nếu cậu ở lại đây, ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ chu toàn cho cậu. Diệp Huyên lưỡng lự một hồi, sau đó hỏi, người ấy vẫn ổn chứ? Lâm Tòng Vân cười khổ, tất nhiên là ổn, chỉ là tính tình. Một lời khó nói hết. Đến bây giờ y cũng chưa quên cảnh tượng ngày đầu tiên cô gái váy trắng tới Linh Hư Tinh Cung. Ngang ngược. Cảm giác mà cô gái váy trắng mang lại cho y là ngang ngược.
vô cùng ngang ngược. Lâm Tòng Vân cười đáp, đương nhiên rất nhỏ. Nói tới đây, y nhẹ giọng bảo, thật ra khi cậu càng mạnh, cậu sẽ phát hiện ra mình nhỏ bé cỡ nào. Bởi vì sau khi cậu mạnh lên, cậu sẽ tiếp xúc với nhiều thứ hơn. Trước khi gặp nàng ấy, Linh Hư Tinh Cung ta đã là bá chủ của một tinh vực. Có thể nói chúng ta là một sự tồn tại vô địch ở tinh vực Linh Hư. Nhưng một kiếm của nàng ấy suýt nữa đã hủy diệt chúng ta. Nói xong, y lắc đầu, con người chúng ta lúc nào cũng phải khiêm tốn một chút. Cậu giỏi, nhưng luôn có người giỏi hơn cậu. Nghe thấy câu này, Diệp Huyên hơi xúc động. Hắn cũng từng gặp rất nhiều kẻ mạnh. Người mạnh nhất và không ai qua được là cô gái váy trắng, nhưng nàng ấy chưa ra tay với hắn bao giờ. Do đó, khi đối mặt với cô gái váy trắng, hắn chưa từng có cảm giác bất lực. Chương 654, nên làm một số việc rồi. Nhưng khi đối mặt với người đàn ông tóc trắng trước đó, hắn có cảm giác bất lực tột cùng. Hắn chẳng thể làm gì khi đối mặt với cao thủ loại này. Nếu không nhờ Thương Kiếm Tông có kiếm trận, tất cả họ sẽ chết. Lúc này, Lâm Tòng Vân như biết suy nghĩ của Diệp Huyên, y lập tức cười nói, cậu không nên coi thường bản thân. Cậu đạt tới trình độ này ở độ tuổi đó đã cực kỳ hiếm có. Phải biết rằng trước đây người kia đã tu luyện ít nhất hơn mấy nghìn năm. Nếu cho cậu nhiều thời gian như vậy, cậu chắc chắn sẽ không kém hắn, không phải sao? Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó nhếch miệng cười, cũng đúng. Thật ra ta vẫn rất ưu tú. Lâm Tòng Vân. Một lát sau, Lâm Tòng Vân rời đi. Trong điện chỉ còn một mình Diệp Huyên. Lúc này Việt Kỳ đi ra, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, tới Liên Bút Phong một chuyến đi. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hỏi, để làm gì ạ? Việt Kỳ lạnh nhạt đáp, Nam Cung là đệ tử của Liên Sư Huynh. Diệp Huyên im lặng. Việt Kỳ bước tới trước mặt hắn, Nam Cung phản bội tông môn là lỗi của hắn. Ngươi giết hắn cũng không sai, nhưng, ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Huyên khẽ gật đầu, con hiểu. Việt Kỳ gật đầu, cách làm người nhiều lúc còn quan trọng hơn tu luyện. Nói xong, nàng ấy xoay người vào lại nội điện. Sau khi Diệp Huyên im lặng một lúc, hắn ra khỏi điện Vân Kiếm, đi đến Liên Bút Phong. Trong điện Bút Phong, Liên Bút Hiền nhìn Diệp Huyên, có việc gì không? Diệp Huyên hơi khom lưng, lúc mới gặp Nam Cung và Thương Việt, cảm giác mà Nam Cung mang lại cho con không phải là kẻ ti tiện bỉ ổi. Tại sao hắn lại? Liên Bút Hiền nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, vì sự đố kỵ, hiểu chưa? Đố kỵ. Diệp Huyên im lặng, không nói lời nào. Liên Bút Hiền nói tiếp, thứ gì đáng sợ nhất? Đố kỵ cái tốt của người khác là điều đáng sợ nhất. Mấy năm nay hắn luôn đứng sau Thương Việt, mà sau khi cậu đến lại đứng sau cậu. Thua kém Thương Việt còn có ngày ngóc đầu dậy, ít nhất hắn cho rằng cố gắng thì sẽ có cơ hội vượt qua Thương Việt. Nhưng đối với cậu, y nói tới đây thì nhìn Diệp Huyên, đối với cậu, hắn không nhìn thấy hy vọng này. Sự ưu tú của cậu đã khiến thế hệ trước cũng phải xấu hổ. Diệp Huyên hơi cúi đầu, con chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Liên Bút Hiền lắc đầu, không phải lỗi của cậu, là sai sót của ta mấy năm qua. Nói đến đây, y nhìn sang Diệp Huyên, nếu sau này trở thành tông chủ, cậu phải nhớ một điều, con người không có khả năng cả đời không mắc sai lầm, nhiều khi nếu đệ tử tông môn mắc lỗi, làm tông chủ không nên một gậy đánh chết, cho cơ hội để sửa sai cũng được. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Hắn biết trong lòng người trước mặt vẫn có oán giận. Dù sao Nam Cung cũng là người được đối phương dày công bồi dưỡng, chắc chắn là có tình cảm. Liên Bút Hiền gật đầu, về đi, thay ta nói với tiểu sư muội, con người ta phân rõ thiện ác, đúng là đúng, sai là sai. Nam Cung đánh lén cậu là lỗi của hắn, cậu giết hắn không có gì đáng trách, ta không có ý khác. Diệp Huyên hơi khom lưng, sau đó xoay người rời đi. Trong điện, Liên Bút Hiền từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau y mới lắc đầu thở dài, ngu muội. Sau khi rời khỏi Liên Bút Phong, Diệp Huyên đi về phía Chú Khí Phong. Thật ra hắn không hối hận về việc giết Nam Cung. Vì nếu không nhờ công pháp đặc biệt của hắn, nhát kiếm đó của Nam Cung đã lấy mạng của hắn rồi. Khi Nam Cung chọn làm địch với hắn, tình cảm ngày xưa tự nhiên tan thành mây khói.
Trận đạo phong bị phá hủy, nàng ấy đến đây ở tạm. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, câu nói đầu tiên của cố sư thúc là, đi nấu ăn đi. Diệp Huyên. Đêm đến. Diệp Huyên ngồi ở cửa điện Vân Kiếm, hắn lấy ra một lá bùa truyền âm. Một lát sau, Diệp Huyên cất nó đi, hắn nhẹ giọng nói, nên làm một số việc rồi. Chương 655, tu luyện thành chiêu thức của sát thủ. Yên lặng. Sau khi liên minh hộ giới rút lui, sự lặng bình hiếm hoi xuất hiện ở thanh thương giới. Đương nhiên mọi người đều biết đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão. Vân Kiếm Phong. Tu luyện, Diệp Huyên bắt đầu tiến vào hình thức tu luyện điên cuồng. Giờ hắn đã là ngự pháp cảnh chân chính. Về mảng cảnh giới, hắn chắc chắn không thể tăng lên nữa trong thời gian ngắn. Còn mảng kiếm đạo cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên, dựa vào kỳ ngộ. Những gì hắn có thể tu luyện bây giờ là kiếm kỹ. Hiện tại hắn không biết nhiều kiếm kỹ, chỉ có nhất kiếm định sinh tử, nhất kiếm định hồn, thập trượng nhất sát và thuấn không nhất kiếm. Những kiếm kỹ này đều có uy hiếp cực lớn đối với cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, nhưng bây giờ khi hắn đã đạt tới ngự pháp cảnh chân chính, cũng có nghĩa là những kiếm kỹ này có thể thăng cấp thêm. Đặc biệt là nhất kiếm định sinh tử. Với hắn kiếm kỹ này không chỉ đơn giản là kiếm kỹ, mà còn là một mục tiêu. Mục tiêu kiếm đạo mà cô gái bí ẩn để lại cho hắn. Mỗi lần nghĩ tới kiếm kỹ này, hắn sẽ nghĩ đến hai từ tự tin. Dù là tu luyện hay đối đầu với người khác, ta nhất định phải có tự tin vào bản thân. Tất nhiên ta phải nắm chắc độ tự tin, nếu không sẽ thành tự phụ. Nếu một người tự phụ, chắc chắn người đó sẽ chơi chết chính mình. Trong ngọn núi đằng sau Vân Kiếm Phong, Diệp Huyên đang ngồi khoanh chân dưới đất, một thanh kiếm lơ lửng trước mặt hắn, mà khắp nơi xung quanh tràn ngập kiếm ý của hắn. Lúc này lòng bàn tay Diệp Huyên đột nhiên xòe ra, ngay sau đó bốn phía hiện lên từng tia kiếm quang. Những tia kiếm quang này như bỗng dưng xuất hiện, rải rác ở xung quanh. Thuấn không nhất kiếm. Đây là kiếm kỹ duy nhất hắn tu luyện ở Thương Kiếm Tông, mà Diệp Huyên phát hiện kiếm kỹ này vẫn còn không gian thăng cấp rất lớn. Đây là chiêu mà hắn đã sử dụng để âm thầm giết cao thủ ngự pháp cảnh chân chính trong nháy mắt trước kia. Chỉ khi sử dụng chiêu này, hắn mới có thể dùng một chiêu giết chết một vị cao thủ ngự pháp cảnh chân chính một cách im hơi lặng tiếng. Mà hắn phát hiện, sau khi hắn thăng lên thành ngự pháp cảnh chân chính, hắn càng thành thạo cách sử dụng đạo tắc không gian hơn. Khai thác đạo tắc không gian, dùng đạo tắc không gian để tăng mạnh thuấn không nhất kiếm. Đây là mục đích của hắn hiện tại. Diệp Huyên vung tay phải lên, trong nháy mắt những tia kiếm quang xung quanh kia lặng lẽ tản đi. Hai người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Đó là cố sư thúc của trận đạo Phong và Việt Kỳ. Việt Kỳ nhẹ giọng nói, thuấn không nhất kiếm của hắn đã hoàn toàn khác so với trước đây. Nói xong, nàng ấy nhìn sang cố sư thúc ở bên cạnh, Tiểu Nhàn, có thể nhìn ra chỗ nào thay đổi không? Cố Tiểu Nhàn nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nàng ấy đáp quái lạ. Thuấn không nhất kiếm bị hắn tu luyện thành chiêu thức của sát thủ. Việt Kỳ gật đầu, nếu ta đoán không sai, người đã âm thầm ra tay giết liên minh hộ giới trước đó có lẽ là hắn. Cố Tiểu Nhàn khẽ gật đầu, chắc là hắn. Nói xong, nàng ấy liếc nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, thiên phú vô cùng tốt, nhân phẩm cũng được, chỉ là mặt dày, thật sự rất dày. Mặt dày. Việt Kỳ tán đồng gật đầu, quá dày, trong số kiếm tu qua các thế hệ của Thương Kiếm Tông ta không ai bằng. Cố Tiểu Nhàn nói, cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất sẽ không có hại. Nói xong, nàng ấy nhìn Việt Kỳ, tu luyện thì tu luyện, cần nấu cơm vẫn phải nấu cơm, lát nữa bảo hắn đừng quên. Dứt lời, nàng ấy quay lưng rời đi. Việt Kỳ gật đầu, có lý. Sau đó nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, lát nữa nhớ nấu cơm. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên. Vài ngày trôi qua, Diệp Huyên đã nâng uy lực kiếm kỹ của mình lên ít nhất một bậc. Nếu hắn bây giờ gặp lại những cao thủ mặc áo choàng màu vàng trước đó, dù không đánh thắng thì cũng sẽ không thảm hại đến thế. Đặc biệt là thuấn không nhất kiếm, nếu bây giờ hắn ẩn nấp, hắn nắm chắc 80% có thể ám sát đối phương.
80%. Có thể nói là cực kỳ tự tin. Bởi vì thuấn không nhất kiếm của hắn bây giờ có thể nói là thần không biết quỷ không hay thật sự. Mũi kiếm này trong suốt như nước. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Huyên đã từ từ chảy xuống. Hơi tốn sức. Dù đã là ngự pháp cảnh chân chính, hắn phát hiện sau khi những lực lượng không gian này xuất hiện, hắn vẫn hơi tốn sức. Nhưng hắn vẫn có thể kiên trì. Diệp Huyên chắp hai tay vào nhau, hắn làm mình bình tĩnh lại rồi tiếp tục bắt đầu khởi động đạo tắc không gian. Không lâu sau, càng lúc càng xuất hiện nhiều lực lượng không gian. Cùng lúc đó, mũi kiếm trước mặt hắn dần dần ngưng tụ ra thân kiếm. Diệp Huyên thấy thế thì vui mừng trong lòng. Chương 656, đã xảy ra chuyện gì? Vừa vui mừng, tinh thần hắn cũng thả lỏng, thế là... ầm ầm. Lấy Diệp Huyên làm trung tâm, xung quanh hắn chấn động kịch liệt, mắt mũi miệng và tai Diệp Huyên lập tức chảy máu. Không chỉ thế, toàn thân hắn quay vòng vòng tại chỗ như con quay, cứ thế kéo dài khoảng 15 phút mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên ngã lăn ra đất, mà lúc này, Việt Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn Diệp Huyên nằm dưới đất, Việt Kỳ cau mày, sau đó nàng ấy bế Diệp Huyên lên, đưa hắn về Điện Vân Kiếm. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên tỉnh lại. Giờ phút này đầu hắn vẫn choáng váng như cũ, cực kỳ khó chịu. Diệp Huyên lắc mạnh đầu, cười khổ. Lần này đúng là do hắn chủ quan. Tuyệt đối không thể lơ là khi đang ngưng tụ đạo tắc không gian. Ngươi đang làm gì, lúc này Việt Kỳ xuất hiện bên cạnh giường của hắn. Diệp Huyên cười gượng, con đang ngưng tụ một thanh kiếm. Việt Kỳ trầm giọng hỏi, có liên quan đến không gian? Diệp Huyên gật đầu. Việt Kỳ nghiêm mặt nói, đạo không gian vô cùng huyền bí, dù là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cũng chỉ mới biết một ít mà thôi. Ngươi muốn dùng lực là cực kỳ nguy hiểm, biết không? Diệp Huyên gật đầu, lúc nãy con đã chủ quan. Việt Kỳ lắc đầu, không phải do chủ quan, mà là ngươi không biết sự đáng sợ của lực lượng không gian. Nếu không gian vỡ nát sẽ tạo thành không gian nhiễu loạn. Với thực lực của ngươi hiện tại, ngươi sẽ bị không gian nhiễu loạn xoắn chết ngay lập tức, hiểu chưa? Không gian nhiễu loạn, Diệp Huyên hơi khó hiểu. Việt Kỳ khẽ gật đầu, nếu không gian bị cưỡng ép xé rách, trong không gian bị xé rách đó chính là không gian nhiễu loạn. Sự nhiễu loạn này cực kỳ đáng sợ. Ngay cả cao thủ ngự pháp cảnh chân chính bị cuốn vào trong đó cũng sẽ thịt nát xương tan. Nói tới đây, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, nghiêm mặt bảo, nếu ngươi chưa chắc chắn tuyệt đối thì không nên cố gắng ngưng tụ thanh kiếm gì đó của ngươi, hiểu không? Diệp Huyên cười đáp, không sao đâu, con có chắc chắn, vừa nãy chỉ là do con chủ quan. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên, nếu lần sau lại muốn ngưng tụ thì để ta ở bên cạnh, hiểu chưa? Diệp Huyên vừa định bảo không cần, lúc này Việt Kỳ đột nhiên nói, hiểu chưa? Giọng nàng ấy khá nghiêm khắc. Diệp Huyên cười khổ, vâng vâng. Việt Kỳ khẽ gật đầu, sau đó quay lưng rời đi. Ngày hôm sau, Diệp Huyên tiếp tục bắt đầu. Nhưng lần này có Việt Kỳ ở bên cạnh. Hiển nhiên nàng ấy vẫn có chút lo lắng cho Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên cũng không giấu giếm Việt Kỳ. Hắn lập tức khởi động đạo tắc không gian. Khi thấy đạo tắc không gian giữa lông mày Diệp Huyên, vẻ mặt Việt Kỳ lập tức trở nên nghiêm túc cái này. Chẳng mấy chốc, vô số lực lượng không gian xuất hiện ở phía xa xung quanh Diệp Huyên, mà những lực lượng không gian này bắt đầu hội tụ. Không gian xung quanh không được ổn định cho lắm. Việt Kỳ chậm rãi nắm chặt tay phải, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ở phía xa, một mũi kiếm lặng lẽ ngưng tụ trước mặt Diệp Huyên. Lần này Diệp Huyên không dám lơ là nữa, hắn hết sức chăm chú khởi động những lực lượng không gian kia. Mặc dù hơi tốn sức, nhưng chỉ cần chú ý thì vấn đề sẽ không lớn. Cứ vậy, sau khoảng nửa canh giờ, trên mặt Diệp Huyên đã đầy mồ hôi, ngoài ra sắc mặt hắn cũng có chút nhợt nhạt. Nhưng thanh không gian chi kiếm trước mặt hắn đã ngưng tụ ra một nửa. Còn thiếu một nửa thân kiếm và chuôi kiếm. Một bên khác, vẻ mặt của Việt Kỳ cũng vô cùng nghiêm túc, nàng ấy đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ở phía xa, không gian xung quanh Diệp Huyên bỗng nhiên bắt đầu chấn động dữ dội. Cùng lúc đó, lực lượng không gian chung quanh cũng càng lúc càng nhiều,
nửa thân kiếm còn lại bắt đầu ngưng tụ. Việt Kỳ đứng dậy bước tới nơi cách Diệp Huyên chừng 10 trượng. Nàng ấy nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, mà tay phải nàng ấy cũng đang siết chặt. Nói xong, cô bé đột nhiên dùng sức. Kiếm khẽ run lên. Bên ngoài, toàn thân Diệp Huyên lập tức như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Diệp Huyên. Chương 657, người không thấy ta, người không thấy ta. Nhìn thấy không gian quanh Diệp Huyên chấn động như sắp vỡ ra, Việt Kỳ biến sắc, vội vã vọt đến trước mặt hắn. Đúng lúc ấy, năng lượng không gian bốn phía bất thình lình bắn tới khiến nàng ấy bị đẩy đi ra ngoài trăm trượng. Chỉ chớp mắt sau, một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay Việt Kỳ, cả người nàng ấy hóa thành một tia kiếm quang chật vật mở đường đến bên Diệp Huyên. Tay nàng vươn ra đặt bên hông hắn, hai người đồng thời biến mất khi nơi Diệp Huyên đứng đã vặn vẹo thành một lốc xoáy quỷ quái. Trong tháp giới ngục, Tiểu Linh Nhi đang ở trên đỉnh tháp bỗng dừng lại như phát giác được gì đó. Đại thần tầng 2 bất thình lình xuất hiện trước mặt, nhìn xuống cô bé bằng đôi mắt lạnh lùng. Tiểu Linh Nhi tròn mắt nhìn lại, đoạn đưa tay lên che mặt, vừa chậm rãi bỏ xuống vừa lẩm nhẩm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Đại thần tầng 2 tóm lấy cô bé, biến mất khỏi đỉnh tháp. Điện Vân Kiếm. Diệp Huyên hôn mê nằm trên giường, Việt Kỳ và Cố Tiểu Nhàn ngồi cạnh bên. Chân mày Việt Kỳ nhíu chặt, những vết rạn trải dài trên cánh tay khiến nàng ấy vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại lực lượng không gian khủng bố đó. Cố Tiểu Nhàn bỗng lên tiếng, sức mạnh kia khó mà nắm trong tay được, hay là tạm thời đừng để hắn thử nghiệm nữa. Nhưng Việt Kỳ lắc đầu, lúc trước chỉ thiếu chút nữa đã thành công rồi, hẳn là có vấn đề ở chỗ nào đó. Quá nguy hiểm, Cố Tiểu Nhàn thấp giọng. Việt Kỳ nhẹ nhàng đáp, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Lần này đối phương đồng tình, cũng phải, tính hắn vốn luôn quật cường. Bỗng Thương Huyền xuất hiện, nhìn hai người nói, Liên Bút Phong, tông chủ có chuyện. Hai người phụ nữ gật đầu rồi cùng đi. Khi Diệp Huyên tỉnh dậy vào nửa giờ sau, việc đầu tiên hắn làm là đi vào tháp giới ngục, bởi vì hắn biết lần này là do Tiểu Linh Nhi giở trò. Vừa vào đến tầng thứ nhất, hắn đã thấy Tiểu Linh Nhi quay mặt vào góc, hai tay vòng lấy chân, thút tha thút thít. Diệp Huyên đớ người, hắn đã làm gì con bé đâu. Đại thần tầng 2 tuy không phải bản thể thật xuất hiện, nói con bé có thể rút kiếm. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, làm sao có thể? Trong suy nghĩ của hắn, không phải ai cũng có thể rút ra những thanh kiếm không rõ cấp bậc ấy được, bằng không lại chẳng mất giá quá. Nhưng đối phương lắc đầu, có hai khả năng. Thứ nhất, ai cũng có thể rút kiếm. Thứ hai, con bé này có chỗ hơn người. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến gì đó mà cảnh cáo hắn, đừng tơ tưởng đến ba thanh kiếm kia. Một khi kiếm bị rút ra, ít nhất một nửa phong ấn trong tháp sẽ lập tức vỡ nát. Nếu không phải con bé đột nhiên dừng lại, người đầu tiên chết sẽ là ngươi. Diệp Huyên im lặng, bởi vì hắn biết đại thần tầng 2 không phải đang dọa suông. Một khi phong ấn trong tháp vỡ, ai có thể ngăn chặn những thứ kia xông ra? Diệp Huyên không khỏi lắc đầu, thầm nhủ con bé Tiểu Linh Nhi này nghịch quá đi mất. Cảm nhận được hắn đi đến sau lưng, cô bé tí hon quay đầu lại, hai mắt rưng rưng đầy tội nghiệp. Diệp Huyên bất lực, ngươi khóc làm gì? Có biết ta suýt nữa bị ngươi hại chết rồi không? Tiểu Linh Nhi rũ đầu, nhưng ta có rút ra đâu. Diệp Huyên nghiêm mặt, ta đã dặn là không được đụng vào mấy thanh kiếm cơ mà. Đại thần tầng 2 nhàn nhạt lên tiếng, nó nói ngươi không cho nó rút kiếm nhưng lại không nói thanh nào, vậy nên nó mới nghĩ rằng không được rút một thanh, nhưng có thể rút hai thanh. Tiểu Linh Nhi gật đầu như gà con mổ thóc. Diệp Huyên không khỏi há hốc mồm, hiểu vậy cũng được luôn. Sau khi chơi cùng cô bé một hồi, Diệp Huyên mới rời khỏi tháp giới ngục. Đi ra sau núi, tiếp tục ngưng tụ. Một chốc sau, một thanh kiếm trong suốt như được tạo nên từ nước xuất hiện trước mặt hắn, bốn phía có không gian chấn động. Đây là không gian chi kiếm. Lần trước hắn đã ngưng tụ được nhưng lại bị Tiểu Linh Nhi phá hỏng, lần này hắn nhớ lại cảm giác quen thuộc ấy, trực tiếp ngưng tụ thành công. Thần sắc hắn đanh lại khi nhìn thanh kiếm trước mặt. Bên trong nó ẩn chứa sức mạnh không gian khổng lồ đến mức hắn cũng phải kiêng kỵ.
Chương 658, Diệp Huyên đến cầu kiến một người. Thử kiếm ở đây sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ, vì vậy hắn quyết định thu kiếm vào, sau đó lấy ra một viên đá truyền âm đang phát ra một giọng nói đầy quen thuộc. Diệp Huyên phấn khích mỉm cười, lập tức ngự kiếm bay lên, chẳng mấy chốc sau đã đến dưới chân núi Thương Kiếm Tông, nơi hắn thấy ba gương mặt quen thuộc. Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỳ An Chi, Diệp Huyên vọt đến ôm chầm lấy cả ba. Bọn họ là do hắn gọi đến đây. Giữa trưa, cả bốn người cùng nhau ngự phong rời khỏi Thương Kiếm Tông dưới sự dẫn đường của Diệp Huyên. Bạn đang đọc truyện tại sao Trăm Trở Huyên, ORG sao? Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đều đã đến vạn pháp cảnh, có thể ngự phong phi hành, vì vậy Diệp Huyên cũng không ngự kiếm nữa. Giữa không trung, Mạc Vân Khởi hỏi Diệp Huyên, Diệp Thổ Phỉ, các huynh đệ trong học viện đều đang chờ một tiếng gọi của ngươi đấy. Bạch Trạch gật gù, có đạo binh của học viện Thương Lan ta và 10 thuộc hạ của cửu công chúa, chiến lực tuyệt đối đứng đầu Thanh Châu. Diệp Huyên trầm ngâm, tạm thời đừng vội. Chuyện với liên minh hộ giới còn chưa giải quyết xong, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu hắn triệu tập học viên Thương Lan bây giờ. Mạc Vân Khởi cũng đồng ý, quả thật chưa đến lúc, chỉ là muốn nói cho ngươi biết rằng các huynh đệ đều ở đây chờ ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, ta biết. Học viện Thương Lan là việc hắn đã hứa với Lão Kỷ, tuyệt đối sẽ không quên. Bốn người nhanh chóng bay đến dưới một ngọn núi lớn, ở trên đỉnh chính là học viện Thương Lan mà Lão Kỷ từng theo học. Diệp Huyên ngẩng lên nhìn đỉnh núi, nói, lên thôi. Khi họ vừa cất bước, một người đàn ông trung niên bất chợt xuất hiện, hiện giờ không phải lúc thu đồ đệ, các ngươi sang năm hãy đến. Diệp Huyên bình thản đáp, chúng ta không đến xin nhập học. Chỉ muốn gặp một người. Người đàn ông chau mày, ai? Diệp Huyên lại quay sang hỏi Kỳ An Chi, sư phụ của viện trưởng tên gì? Nào ngờ nàng ta lắc đầu, ông ấy chưa từng nói. Diệp Huyên gật đầu, đoạn quay lại nói với người đàn ông, làm phiền thông báo một tiếng, học trò của Kỳ vẫn đến. Kỳ vẫn ư? Người kia nhíu mày càng sâu, là tên phản đồ kia. Phản đồ. Sắc mặt Diệp Huyên lạnh đi trong tiếng cười khinh miệt của đối phương, đừng uổng công làm gì. Hắn chỉ là một tên phản đồ của học viện Thương Lan, các ngươi muốn dùng danh tiếng của hắn để bước vào thật sự là hoang đường. Các ngươi! Ông ta bỗng im bặt khi Diệp Huyên bất chợt biến mất, một khắc sau đã có một thanh kiếm chỉ vào giữa trán ông ta. Ngươi! Người đàn ông kinh hãi nhìn hắn, ngươi! Diệp Huyên thu kiếm về, vào bẩm báo một tiếng. Nói Diệp Huyên đến cầu kiến một người. Dưới sự dẫn đường của lão ta, bốn người đi đến trước một hang đá. Khâu Nguyên đang toan rời đi thì Diệp Huyên lên tiếng, nghe nói kỷ viện trưởng năm ấy bị đuổi khỏi học viện, đúng chứ? Lão già dừng bước nhìn hắn, đúng vậy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta không quan tâm Tổng viện Thương Lan, nhưng ông ấy thì có, vì vậy ta hy vọng Tổng viện có thể khôi phục thân phận của ông ấy. Khâu Nguyên nheo mắt lại, đó là chuyện nội bộ của Thương Lan ta. Diệp Huyên tiếp lời, vậy thì tại hạ bất tài, muốn được lãnh giáo các thiên tài trẻ tuổi của học viện Thương Lan một phen. Chương 659, Quỳ. Gây chuyện. Đây là đến gây chuyện mà. Khâu Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, học viện Thương Lan của ta và Thương Kiếm Tông chưa từng có ân oán gì. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc. Nếu thế hệ trẻ tuổi của học viện Thương Lan không có ai, vậy ta đành phải thỉnh giáo các hạ thôi. Nghe vậy, sắc mặt Khâu Nguyên lập tức trở nên lạnh lẽo. Khiêu chiến lão ta. Khâu Nguyên nhìn Diệp Huyên, sắc mặt hơi khó coi. Đấu với Diệp Huyên một trận, nếu lão ta thắng còn tốt, chứ mà thua, thì danh tiếng của học viện Thương Lan sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Mà lão ta thắng cũng không có lợi ích gì, Diệp Huyên cũng không mất mặt. Nhưng nếu Diệp Huyên thắng, suy cho cùng, lão ta không có tự tin sẽ chiến thắng Diệp Huyên. Vì Diệp Huyên từng giết chết cao thủ ngự pháp cảnh chân chính ở Thương Kiếm Tông, hơn nữa còn giết chết một cách dễ dàng. Thực lực của Diệp Huyên bây giờ, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, dù là trong thế hệ trước cũng xem là cực kỳ mạnh mẽ. Láo xược. Lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên từ bên cạnh, Diệp Huyên. Người có tư cách gì khiêu chiến viện trưởng hả? Bốn người Diệp Huyên xoay người,
một thanh niên đứng cách đó không xa, thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc trường bào màu trắng. Nhìn thấy người này, Khâu Nguyên lập tức cau mày, lui ra. Thanh niên cúi người với Khâu Nguyên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, giận dữ nói, viện trưởng, tên này không coi ai ra gì, hôm nay, học sinh sẵn lòng đại diện học viện Thương Lan đánh với hắn một trận, sống chết tự chịu. Khâu Nguyên lạnh lùng nhìn chàng thanh niên, ta nói lui ra, người không nghe sao. Sắc mặt chàng thanh niên hơi khó coi, viện trưởng, ta không sợ tên này, ta. Lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa chợt lên tiếng, vậy thì tới đi. Thanh niên xông thẳng về phía Diệp Huyên, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Khâu Nguyên chợt thay đổi, cũng muốn ra tay ngăn cản, mà xa xa. Phụt! Một cánh tay mang theo máu tươi bay ra ngoài. Chính là cánh tay của chàng thanh niên. Giữa lông mày của chàng thanh niên đang bị một thanh kiếm chĩa vào. Diệp Huyên! Khâu Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đừng có khinh người quá đáng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, khinh người quá đáng. Ông cảm thấy ta đang khinh người quá đáng à? Nói xong, hắn nhẹ lắc đầu, nếu đã thế thì ta phải khinh người quá đáng một chút mới được. Dứt lời, một tia kiếm ý mạnh mẽ đột nhiên lan ra từ trong người hắn, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Khâu Nguyên hoàn toàn thay đổi, Diệp Huyên, người muốn làm gì? Rõ ràng lão ta vẫn khá kiêng dè Diệp Huyên. Không chỉ vì Diệp Huyên có thực lực mạnh mẽ, còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là Thương Kiếm Tông đứng sau Diệp Huyên. Mà Thương Kiếm Tông còn vừa đánh thắng Liên Minh Hộ Giới, bây giờ, Học viện Thương Lan cũng không đắc tội Thương Kiếm Tông này nổi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, dừng tay. Sau đó, sơn môn ở cách đó không xa mở ra, một ông lão áo xám xuất hiện. Diệp Huyên dừng lại, cùng mấy người Kỳ An Chi nhìn về phía ông lão áo xám, ông ta đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyên, nhìn bọn họ một cái, nhẹ giọng nói, các ngươi là học trò của Tiểu Vẫn sao? Diệp Huyên gật đầu, chắc hẳn ông là sư phụ của Kỳ viện trưởng, đúng không? Ông lão áo xám gật nhẹ đầu. Diệp Huyên lùi về sau hai bước, sau đó nói, quỳ. Dứt lời, bốn người cùng nhau quỳ gối xuống trước mặt ông lão áo xám. Nhìn thấy cảnh này, đám người Khâu Nguyên cách đó không xa đều sửng sốt. Vì chiêu kiếm Diệp Huyên chém ra khi nãy đã kinh động không ít người của Học viện Thương Lan, lúc này xung quanh tập trung rất nhiều học sinh và đạo sư của Học viện Thương Lan. Bốn người Diệp Huyên làm thế khiến ông lão áo xám hơi sửng sốt, một giây sau, ông ta vội đỡ bọn họ dậy, vẻ mặt hơi phức tạp, không cần phải thế. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Kỳ viện trưởng nói ông ấy có lỗi với ông. Năm đó là ông ấy không có cốt khí, hy vọng ông đừng tức giận. Ông lão áo xám lắc đầu, đều đã qua rồi. Diệp Huyên gật đầu, lần này đến đây còn một chuyện nữa, chính là mong. Ông lão cười nói, mong Học viện Thương Lan khôi phục thân phận của nó à? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão áo xám lại lắc đầu, không cần. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Ông lão áo xám cười nói, ta hiểu tính của nó, thật ra nó đã không còn tình cảm với học viện rồi, khôi phục thân phận của nó cũng không vui. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, hiểu rồi. Diệp Huyên nhìn về phía bọn họ, cười nói, nếu Diệp Huyên ta không chết, sau này, ta muốn Học viện Thương Lan của Thanh Châu trở thành học viện lớn nhất Thanh Thương giới, ta muốn người đời đều biết, sư tổ lập viện của Học viện Thương Lan ta là Kỳ Vẫn. Nói xong. Hắn xoay người dẫn theo mấy người Mạc Vân Khởi rời đi. Ở phía sau bốn người Diệp Huyên, sắc mặt mấy người Khâu Nguyên cực kỳ khó coi. Vì nếu Diệp Huyên không chết thì sau này, ai còn biết đến Học viện Thương Lan của bọn họ nữa chứ? Phải biết rằng danh tiếng của Diệp Huyên bây giờ tựa như mặt trời ban trưa, hơn nữa phía sau hắn còn cả Thương Kiếm Tông nâng đỡ. Dưới tình huống này, nếu Diệp Huyên thật sự muốn chuyển Học viện Thương Lan đến Trung Thổ Thần Châu, thì có thể xem như một đả kích chí mạng với Học viện Thương Lan của bọn họ. Chương 660, Luân hồi chi lực. Khâu Nguyên mang vẻ mặt u ám, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, ông lão áo xám bên cạnh lão ta đột nhiên nói, đừng suy nghĩ lung tung. Liên minh hộ giới dám động vào hắn, nhưng Học viện Thương Lan ta nhất định không thể có ý đồ với hắn, nếu không, cũng không đơn giản chỉ đứt một cánh tay như hôm nay đâu.
Khâu Nguyên nhìn về phía ông lão, nhẹ giọng nói, lúc trước tiểu vẫn xin học viện Thương Lan ta giúp đỡ, nhưng chúng ta lại từ chối nó, sau đó nó chết rồi, ông cho rằng bốn đứa nhỏ này không tức giận sao? Đặc biệt là Diệp Huyên kia, hôm nay hắn nói là đến tìm ta, thật ra chẳng phải là đến chút giận thay tiểu vẫn sao? Khâu Nguyên im lặng, ông lão áo xám lắc đầu thở dài, cho dù thế nào, học viện Thương Lan ta không nên có mâu thuẫn với hắn. Nói xong, như nhớ đến điều gì, ánh mắt ông ta trở nên phức tạp. Thật ra, bốn người này đều có thể nói là học sinh của học viện Thương Lan. Nếu lúc trước học viện Thương Lan tùy tiện cử mấy người đến Thanh Châu, như vậy với tính cách của Kỳ Vẫn, chắc chắn sẽ cho bốn đứa nhỏ này trở về theo. Mà bốn người này, ngoài Diệp Huyên, ba người còn lại cũng là thiên tài trong thiên tài. Tiếc là lúc trước học viện Thương Lan lại xem thường học viện Thương Lan của Thanh Châu. Mà bây giờ, Tổng viện Thương Lan đã không với tới người ta nữa rồi. Nghĩ đến đây, ông lão áo xám lại thở dài một lần nữa, sau đó xoay người rời đi. Mấy người Diệp Huyên và Mạc Vân Khởi trở về Thương Kiếm Tông, lần này, Diệp Huyên không cho ba người về, mà bảo bọn họ đi tới Vân Không Thành. Tòa thành lớn nhất Trung Thổ Thần Châu. Phát triển. Sau này chắc chắn Học viện Thương Lan sẽ phải phát triển mạnh, mà nếu sau này Học viện Thương Lan đến Trung Thổ Thần Châu cũng không thể không có một địa bàn được đúng không? Vân Không Thành chính là nơi hắn xem trọng. Bây giờ tòa thành này là địa bàn của Liên minh Hộ Giới, nhưng không sao, sau này sẽ không phải nữa. Đây là lời Diệp Huyên nói với ba người Mạc Vân Khởi. Lần này, Diệp Huyên cũng không để ba người đi tay không. Còn cho ba người mang theo 5 tỷ linh thạch cực phẩm. 5 tỷ linh thạch cực phẩm có thể làm rất nhiều chuyện. Còn Diệp Huyên thì đi đến cổ vu tộc. Bây giờ Liên minh Hộ Giới không có động tĩnh, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết rất nhiều chuyện. Đạo Tắc. Hắn đã đồng ý với đại thần tầng 2 là sẽ thả nàng ta ra ngoài rồi. Sau khi Diệp Huyên đi tới cổ vu tộc, rõ ràng tộc trưởng tiền nhiệm của cổ vu tộc không được vui lắm. Sau khi chào hỏi hắn một tiếng thì đi luôn. Diệp Huyên cũng không quan tâm, hắn tìm đến vị Ương Thiên, nhìn thấy Diệp Huyên, vị Ương Thiên rất vui vẻ, kéo hắn chạy khắp nơi ở cổ vu tộc. Diệp Huyên và vị Ương Thiên ngồi song song trên một nhánh cây, cách đó không xa trước mặt hai người là một hồ nước, có hình trăng khuyết tựa như ánh trăng vậy. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu vị Ương Thiên, ở nơi này có cảm giác thế nào? Vị Ương Thiên do dự một lát, sau đó nhẹ giọng nói, bọn họ rất tốt với ta, nhưng ta muốn ở cùng ca ca. Diệp Huyên cười khẽ tạm thời không được, đợi đến khi ta xử lý xong mọi chuyện sẽ dẫn muội đi chơi, được không? Bây giờ Liên minh Hộ Giới quyết tâm muốn tiêu diệt hắn, mà chắc chắn không bao lâu nữa vị chủ thượng thần bí kia sẽ xuất hiện trước mặt hắn, khi đó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu, tình hình của mình không được tốt lắm. Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyên, sau đó nhẹ giọng nói, ta có thể giúp huynh. Diệp Huyên nhìn cô bé, cười hỏi, giúp thế nào? Vị Ương Thiên vung nắm đấm nhỏ lên, nghiêm túc nói, ta cảm thấy ta rất lợi hại. Diệp Huyên cười bảo, lợi hại đến mức nào? Vị Ương Thiên ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, rất lợi hại luôn. Diệp Huyên mỉm cười. Lúc này... Giọng nói của đại thần tầng 2 đột nhiên vang lên trong đầu hắn, cười. Ngươi cười cái gì, ngươi có bản lĩnh thì bây giờ đánh một trận với cô bé đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, tùy ý che một chưởng ở trước mặt, lúc cú đấm của vị Ương Thiên chạm vào lòng bàn tay hắn, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Không hề báo trước, Diệp Huyên cứ thế bay ra xa trăm trượng. Diệp Huyên nằm run rẩy dưới đất, sau đó ngất đi. Lúc này, một tiếng thán phục vang lên từ trong tháp, luân hồi chi lực, đáng tiếc chỉ mới sử dụng 4 phần 10 sức lực, nếu ra thêm mấy phần nữa thì cái tên này đã chết rồi, đáng tiếc quá. Đây không phải giọng nói của đại thần tầng 2. Chương 661, đạo tắc kia chắc chắn ở cổ vu tộc này. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên tỉnh lại. Mà lúc này, hắn đã nằm trên một cái giường gỗ, bên cạnh giường chính là vị Ương Thiên. Cô bé nằm nhoài ở đầu giường, rõ ràng đã ngủ rồi. Diệp Huyên giơ hai tay xoa đầu mình, chẳng mấy chốc, hắn nhớ tới đã xảy ra chuyện gì.
Một quyền. Hắn suýt bị một quyền nhẹ nhàng kia của vị Ương Thiên đấm chết. Đây là vì sao? Diệp Huyên thật sự rất khó hiểu. Tự mình nghĩ cũng không thể hiểu được, vì thế, hắn bèn hỏi đại thần tầng 2. Một lát sau, đại thần tầng 2 nhẹ giọng nói, sức mạnh của cô bé là một loại sức mạnh đặc biệt, nói chung là nó rất mạnh, hiểu không? Diệp Huyên vội hỏi, sức mạnh đặc biệt gì? Đại thần tầng 2 lạnh lùng nói, tự nghĩ đi. Diệp Huyên không còn gì để nói, đại thần tầng 2 này lại nổi điên cái gì thế? Lúc này, vị Ương Thiên ngẩng đầu lên, sau khi thấy Diệp Huyên đã tỉnh, cô bé lập tức nắm lấy tay hắn, hơi căng thẳng nói, ca ca. Diệp Huyên cười khổ, không thể không nói thật sự có hơi mất mặt. Vì hắn suýt bị người ta đấm chết bằng một quyền. Diệp Huyên lắc đầu, cười nói, đừng lo lắng, ta đã không sao nữa rồi. Nói xong, hắn im lặng một lát rồi hỏi tiếp, vì sao nắm đấm kia của muội lại mạnh thế? Vị Ương Thiên nhìn nắm đấm nhỏ của mình, lắc đầu, không biết, chỉ biết trước đây không lâu, ta cảm thấy trong người như có một sức mạnh ngủ say đã thức tỉnh vậy. Nói xong, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ta không dám nói với người khác, chỉ dám nói với ca ca. Sức mạnh ngủ say. Diệp Huyên nặng nề nói, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Vị Ương Thiên lắc đầu, không có, nhưng nguồn sức mạnh kia càng ngày càng mạnh. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu vị Ương Thiên, hơi lo lắng, cô nhóc này quá mức không tầm thường. Lúc này, giọng nói của đại thần tầng 2 lại vang lên, người đừng lo lắng cho cô bé nữa. Mau đi tìm đạo tắc đi. Diệp Huyên cười khổ, ban đầu từng cảm nhận được đạo tắc ở nơi này, nhưng bây giờ. Tìm. Đại thần tầng 2 nói, đạo tắc kia chắc chắn ở cổ vu tộc này. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát. Sau đó gật đầu, vậy thì đi tìm thử ở xung quanh xem sao. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Diệp Huyên chơi cùng với vị Ương Thiên thêm một lúc rồi bắt đầu đi khắp nơi trong cổ vu tộc. Bây giờ hắn có thể tùy ý đi dạo, vì tộc trưởng của cổ vu tộc là vị Ương Thiên, đừng nói là chỗ bình thường, dù là cấm địa của cổ vu tộc hắn cũng có thể đi. Diệp Huyên đi dạo rất lâu ở cổ vu tộc, nhưng vẫn không cảm nhận được hơi thở của đạo tắc thứ hai kia. Giữa trưa, Diệp Huyên đi tới một vùng đầm lầy, nơi này xem như một nơi khá nguy hiểm ở cổ vu tộc, đầm lầy này đã tồn tại rất lâu rồi, không chỉ có đầm lầy, còn có khí độc. Vì thế, cổ vu tộc nghiêm cấm người trong tộc tự ý đến nơi này. Vừa đi đến đây, Diệp Huyên đã nhíu mày, vì sức mạnh của khí độc kia khiến hắn cũng phải ngạc nhiên, tu sĩ bình thường hoàn toàn không ngăn được loại khí độc này. Nhưng đối với hắn, khí độc gì đó hoàn toàn không có chút tác dụng nào, vì hắn đã có khí hỗn độn rồi. Khí độc hay tà vật gì tiến vào thân thể hắn đều sẽ bị khí hỗn tự động làm sạch. Cũng như lúc này, khí độc còn chưa đến gần hắn đã biến mất không còn tăm tích. Diệp Huyên ngự kiếm bay đến nơi sâu trong đầm lầy, dù sao thì hắn cũng sẽ không bỏ qua bất cứ nơi nào ở cổ vu tộc. Chẳng mấy chốc đã đến nơi sâu trong đầm lầy. Hắn nhìn thấy một vài thi thể ở đây, những thi thể này hầu như đều là một vài yêu thú, nhưng cũng có con người. Rõ ràng là có người từng đến nơi này. Vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cúi người nhìn xuống, trong đầm lầy bên dưới hắn có thứ gì đó đang di chuyển. Không quan tâm. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục tiến lên, đúng lúc này, thứ đang bơi bên dưới đột nhiên lao ra khỏi đầm lầy, ngay sau đó, một cái miệng to hung hăng muốn cắn hắn. Là một con yêu thú trông giống cá sấu, hình thể to lớn, cả người đen kít, hai mắt đỏ tươi. Diệp Huyên cau mày, tiện tay vung lên, một tia kiếm quang chém xuống. Oanh! Con yêu thú kia bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên đánh rơi vào trong đầm lầy. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi nhíu mày, vì chiêu kiếm khi nãy của hắn lại không thể đánh tan cơ thể của đối phương. Sức phòng ngự quá mạnh. Trong lòng Diệp Huyên hơi khiếp sợ, mà đúng vào lúc này, đầm lầy bên dưới đột nhiên không còn yên tĩnh nữa, nhìn kỹ, Diệp Huyên phát hiện dưới đầm lầy có thứ đang bơi. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, đây là cái quỷ gì vậy? Lúc này, đại thần tầng 2 không nói gì nữa. Một lát sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chính là đại thần tầng 2.
Nàng ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn xuống đám yêu thú bên dưới, một giây sau, vẻ mặt nàng ta trở nên dữ tợn, đột nhiên giận dữ gầm lên với bên dưới, hơi thở yêu thú mạnh mẽ bao phủ xuống. Trong nháy mắt, đám yêu thú bên dưới lập tức trốn về trong đầm lầy, cả đầm lầy nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Diệp Huyên nhìn mà trợn mắt há mồm, lúc này hắn mới nhớ ra, hình như đại thần tầng 2 cũng là yêu thú. Đại thần tầng 2 nhìn xung quanh, sau đó bay về phía xa, Diệp Huyên vội đi theo, chẳng mấy chốc, đại thần tầng 2 đã dừng lại, nàng ta dùng móng vuốt quẹt một cái xuống đầm lấy bên dưới lập tức bị cắt ra, một thềm đá xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chương 662, đạo tắc thứ 2. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người, bên dưới đầm lầy này còn có không gian khác. Lúc này, đại thần tầng 2 nhìn về phía hắn, Diệp Huyên gật đầu, biết rồi. Biết rồi. Nói xong, hắn đáp xuống, sau đó tiếp tục đi xuống dọc theo thềm đá. Còn đại thần tầng 2 thì trở lại trong tháp giới ngục, rõ ràng nàng ta vẫn không thể ra ngoài quá lâu. Diệp Huyên đi xuống dọc theo thềm đá, bên trong một mảnh tối đen, không thể không nói hắn vẫn hơi sợ. Vì mỗi một đạo tắc đều không đơn giản, đạo tắc thứ nhất là có cô gái bí ẩn giúp đỡ, hắn lấy được rất dễ dàng. Còn lấy được đạo tắc không gian hoàn toàn là chó ngáp phải ruồi. Mà đạo tắc thứ hai này, hắn cũng không biết có còn may mắn thế không nữa. Cho dù là thế nào thì cũng phải cẩn thận mới được. Diệp Huyên tiếp tục đi xuống, đi khoảng nửa canh giờ mới đến đáy. Chỗ không xa trước mặt hắn là một tòa cung điện. Trước cung điện là rất nhiều thi thể. Ít nhất là hơn 100 thi thể. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên hơi giật một cái, quả nhiên chuyện này không đơn giản chút nào. Diệp Huyên đi tới trước những thi thể này, nhìn từ ngoài mặt có lẽ đã chết cực kỳ lâu rồi. Ngoài ra nhìn ngoài mặt những thi thể này đều không có vết thương, chết rất bình thản, giống như ngủ thiếp đi vậy. Kỳ lạ! Diệp Huyên chần chừ một lát. Sau đó nói, đại thần tầng 2, nơi này không được an toàn lắm. Đại thần tầng 2 nhẹ giọng hỏi, sợ à? Diệp Huyên cười, cũng không phải hắn sợ, mà là bây giờ hắn hiểu được một đạo lý. Không thể xem thường bất cứ chuyện gì và bất cứ một ai, vì rất có thể đối phương sẽ khiến ngươi phải ngạc nhiên. Diệp Huyên tiếp tục tiến lên, dù nơi này nguy hiểm, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên. Dù sao cũng đã đồng ý với đại thần tầng 2 là sẽ thả nàng ta ra rồi. Diệp Huyên đi tới trước cung điện, hắn không chút do dự đẩy cửa cung điện ra, trong điện, trống không. Diệp Huyên đi vào, trong điện vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân của hắn có vẻ vô cùng vang dội, mà trong điện cũng chỉ có tiếng bước chân của hắn. Lúc này, một ông già đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lưng ông lão rất gù, người gần như cong hết lại. Trên mặt ông ta mọc những cái mủ độc, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Lúc này, ông ta cứ nhìn Diệp Huyên như thế. Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, đang định nói chuyện, ông lão đột nhiên nói, người đến vì thứ kia sao? Thứ kia? Diệp Huyên thầm dùng mình, sau đó nói, phải. Ông lão chợt nở nụ cười u ám. Diệp Huyên lắc đầu, ông lão, ông đừng có dọa ta. Ông lão cười lạnh, dọa ngươi. Chàng trai trẻ, nhìn thấy những thi thể bên ngoài không? Những người đó đều là vết xe đổ trước ngươi đấy. Diệp Huyên cười nói, ông có biết ta là ai không? Ông lão nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên lắc đầu cười, khiêm tốn, ta phải khiêm tốn một chút. Mặt ông lão không chút cảm xúc, khiêm tốn. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể ra ngoài sao? Diệp Huyên cau mày, có ý gì? Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài điện, lúc đi tới cửa, một tấm chắn vô hình chặn lại trước mặt hắn. Không đi ra được. Đại thần tầng 2 lạnh lùng đáp, vạn vật trong thiên địa đều có linh hồn, huống hồ là đạo tắc này. Đạo tắc đại địa và đạo tắc không gian vẫn còn đang ngủ say, nếu không phải thế, ngươi cho rằng đạo tắc đều vô dụng như thế à? Nếu chúng nó tỉnh lại, giống như đạo tắc không gian này của ngươi. Một suy nghĩ của nó đã có thể hủy diệt không gian của thanh thương giới rồi. Diệp Huyên hơi thẹn thùng, thật ra nghĩ lại thấy cũng đúng, có thể trấn áp những kẻ mạnh trong tháp giới ngục, những đạo tắc này chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng nếu đạo tắc thứ hai này tỉnh lại rồi, thì vấn đề khá lớn đấy.
Như biết rõ suy nghĩ của Diệp Huyên, đại thần tầng 2 nói tiếp, năm đó tháp này bị trọng thương, tất cả đạo tắc, pháp tắc và bản nguyên trong tháp đều bị ảnh hưởng nặng nề. Đạo tắc thứ hai này không có khả năng hoàn toàn hồi phục, nhiều nhất chỉ là tỉnh lại một chút thôi, ngươi không cần lo lắng quá. Diệp Huyên cười khổ, vậy bây giờ nên làm gì? Lúc này, đại thần tầng 2 chợt nói, không phải ngươi rất biết thuyết phục sao? Thuyết phục nó đi. Mặt Diệp Huyên đen lại. Chương 663, hóa ra tiểu linh nhi này đánh nhau giỏi thế. Thuyết phục. Diệp Huyên cảm thấy đại thần tầng 2 đang giễu cợt mình. Nhưng đại thần tầng 2 lại nói, có thể thử xem. Diệp Huyên nặng nề hỏi, vì sao không trực tiếp dùng tháp thu phục nó? Đại thần tầng 2 nhẹ giọng đáp, nếu linh trí của nó chưa thức tỉnh, dùng tháp chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng nó đã khôi phục chút ý thức rồi, nếu ép nó, có lẽ ngươi là người chết đầu tiên đấy. Vì sao? Diệp Huyên hơi khó hiểu. Vì ngươi đánh không lại nó. Diệp Huyên. Thuyết phục. Diệp Huyên đi tới đi lui trong điện, mẹ nó, thuyết phục bằng cách nào đây? Tưởng đối phương là tiểu linh nhi, dụ dỗ một lát là được sao? Ông lão ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, ngươi làm gì đấy? Diệp Huyên lắc đầu, đau đầu, ta đi vòng vòng một lát. Ông lão. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía ông lão, ông từng tiếp xúc với nó chưa? Ông lão lắc đầu, chưa từng tiếp xúc, nhưng có thể cảm nhận được nó ở trong bóng tối. Trong bóng tối, Diệp Huyên cau mày, rốt cuộc đạo tắc thứ hai này là đạo tắc gì? Muốn thuyết phục, đầu tiên phải để nó xuất hiện mới được. Còn nếu sử dụng tháp giới ngục, rất có thể sẽ khiến đối phương đề phòng, nếu đối phương thật sự ra tay với hắn, khi đó thật sự là phiền phức lớn rồi. Im lặng một lát, giữa lông mày Diệp Huyên lặng lẽ ngưng tụ một chữ thổ. Đạo tắc đại địa. Đều là đạo tắc, có lẽ cũng có quen biết nhỉ. Lúc này, một sức mạnh thần bí đột nhiên đánh về phía Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng, người đã đập vào vách tường xa xa. Oanh! Cả vách tường không ngừng rung lên. Diệp Huyên còn chưa kịp đứng dậy, hắn đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cũng muốn chìm vào giấc ngủ, mà lúc này, một tiếng hét phẫn nộ chợt vang lên từ trong đầu hắn, tỉnh lại. Diệp Huyên như bị nước lạnh xối xuống đầu, thoáng chốc tỉnh táo hơn rất nhiều, tỉnh táo lại rồi, trên trán Diệp Huyên lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ lại mà sợ. Vì khoảnh khắc khi nãy đã cho hắn biết, chỉ cần hắn ngủ, thì e rằng sẽ không tỉnh lại được nữa. Hơn nữa trong khoảnh khắc khi nãy, hắn còn cảm thấy trong người có thứ gì đó đang chảy đi. Diệp Huyên nặng nề thầm hỏi, đó là sức mạnh gì vậy? Sau một hồi yên tĩnh, đại thần tầng 2 nói, sau này ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyên lại hỏi, vì sao ta sử dụng đạo tắc đại địa, nó lại ra tay với ta? Đại thần tầng 2 đáp, trong tháp có tổng cộng 9 đạo tắc. Lúc trước 9 đạo tắc này cùng tồn tại trong tháp, giữa chúng có cái hòa thuận, cũng có cái không hòa thuận. Rõ ràng đạo tắc thổ này rất không hòa thuận với nó. Diệp Huyên đen mặt lại, thứ nhảm nhí gì vậy, giữa mấy đạo tắc này còn có ân oán nữa sao? Trời ạ, sau này nếu 9 đạo tắc tề tụ, chẳng phải cả tháp giới ngục sẽ ầm ĩ cả lên sao? Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hỏi tiếp, vậy nó và đạo tắc không gian có ân oán không? Đại thần tầng 2 nhẹ giọng nói, không biết, ngươi thử là biết thôi. Mặt Diệp Huyên đen lại, thử, lỡ như có ân oán thì chẳng phải mình sẽ xong đời sao. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định thử một lần, chẳng mấy chốc, đạo tắc không gian đã xuất hiện ở giữa lông mày hắn, mà lúc này, xung quanh lại không có chút động tĩnh nào. Thấy thế, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng đạo tắc thứ hai không có ân oán với đạo tắc thứ ba. Lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên, trong quầng sáng trắng có một chữ, nhưng có hơi mơ hồ, Diệp Huyên không thấy rõ lắm. Đạo tắc. Nhìn thấy ánh sáng trắng này, Diệp Huyên lập tức hơi kích động. Còn ông lão bên kia thì cực kỳ ngạc nhiên. Lúc này, ánh sáng trắng kia di chuyển quanh người Diệp Huyên, tựa như đang quan sát gì đó. Thuyết phục. Lúc này, giọng nói của đại thần tầng 2 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, mau thuyết phục. Diệp Huyên. Đúng lúc này,
Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội nói, ngươi ra ngoài làm gì? Tiểu Linh Nhi nhìn ánh sáng trắng kia, hơi hưng phấn hỏi, đây là gì? Diệp Huyên đang định cất lời, Tiểu Linh Nhi chợt ôm lấy ánh sáng trắng kia, mà lúc này, tia sáng trắng đột nhiên bộc phát ra một hơi thở mạnh mẽ, hơi thở đó lập tức đánh bay Tiểu Linh Nhi. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, vội đỡ lấy Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi hơi sửng sốt, một giây sau, cô bé giận tím mặt, nhìn về phía ánh sáng trắng kia, ngươi đánh ta. Nói xong, cô bé bay ra ngoài, một giây sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Huyên, cô bé biến thành một luồng khí trắng đánh lên trên ánh sáng trắng. Ầm. Ánh sáng trắng lập tức bay ra ngoài, và sập vách tường ở phía xa. Nhưng một giây sau, ánh sáng trắng kia lại xông về phía Tiểu Linh Nhi, cô bé đột nhiên vỗ tay một cái, một sức mạnh cường đại lập tức tập trung trong lòng bàn tay của cô bé. Ngay sau đó, cô bé quát khẽ một tiếng, đánh về phía trước, đi chết đi. Ầm. Ánh sáng trắng kia lại bị đánh bay một lần nữa, bay một cái, lập tức va sập cả đại điện. Diệp Huyên gật đầu, được được, người dẫn nó vào chơi đi. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, rất hào hứng, vậy ta dẫn nó đi đây. Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc nói, được. Cứ thế, Diệp Huyên ôm đạo tắc kia trở về trong tháp giới ngục. Diệp Huyên ở bên ngoài rất khó hiểu, vì sao đạo tắc thứ hai đánh không thắng cô bé. Đại thần tầng 2 giải thích, đạo tắc thứ hai có năng lực đặc biệt, đối với vài người, nó là nhân vật vô địch, nhưng với một vài tồn tại, nó chẳng là gì cả. Tiểu Linh Nhi này là bản nguyên thiên địa, nói đúng hơn thì cô bé chính là linh thể, mà năng lực đặc biệt của nó hoàn toàn không có tác dụng với cô bé, hiểu chưa? Chương 664, Kiếm trong mơ. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Nói thẳng ra là Tiểu Linh Nhi đánh thắng đạo tắc tầng thứ hai. Nhưng chưa chắc cô bé có thể đánh thắng đạo tắc đại địa và đạo tắc không gian. Nhưng dù thế nào thì cũng coi như thu phục được đạo tắc thứ hai này rồi. Diệp Huyên muốn đi, nhưng lúc này, ông lão cách đó không xa đột nhiên nói, người lấy được nó rồi. Diệp Huyên xoay người nhìn ông lão, cười nói, chỉ là trả nó về với chủ cũ mà thôi. Nói xong, hắn bèn muốn rời đi. Ông lão lại nói, tiểu hữu đợi đã. Diệp Huyên dừng bước, có chuyện gì sao? Ông lão chần chừ một chốc, sau đó nói, lúc trước vì có được nó, lão phu đã hy sinh quá nhiều quá nhiều. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta hơi phức tạp, xin hỏi tiểu hữu, rốt cuộc thứ này là gì vậy? Diệp Huyên cười nói, một loại thần vật, còn việc rốt cuộc nó là gì, nói thật thì ra cũng không rõ lắm. Ông lão gật đầu, hiểu rồi một. Diệp Huyên chào, tạm biệt. Nói xong, hắn lại muốn đi, nhưng ông lão lại nói, nơi này là cấm địa Xiển U, phía sau chính là nơi ở của Xiển U Tông năm đó, nhưng tuy Xiển U Tông này đã bị tiêu diệt, nhưng trận pháp bảo vệ vẫn còn đang tự động vận hành, nếu tiểu hữu có năng lực phá đi, của cải của Xiển U Tông này sẽ thuộc về tiểu hữu. Xiển U Tông. Diệp Huyên hơi nhíu mày, chưa từng nghe tới. Ông lão cười nói, một tông môn rất lâu đời. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, thực lực của Xiển U Tông này thế nào? Nói thật, với số của cải của hắn bây giờ, những thế lực bình thường này hoàn toàn không thể lọt vào mắt hắn. Nếu chỉ là một tông môn nhỏ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Ông lão cười nói, Xiển U Tông này là một thế lực rất lâu đời, năm đó, nó chỉ đứng sau Liên Minh Hộ Giới, Thương Kiếm Tông và Huyền Môn. Mà thời kỳ đỉnh cao của nó còn có thể sánh vai với mấy thế lực này nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hơi động lòng. Hắn không biết Liên Minh Hộ Giới giàu có đến mức nào, nhưng cũng biết được một chút về độ giàu có của Thương Kiếm Tông. Chỉ khu vực mộ kiếm kia đã vô cùng đáng sợ rồi. Mà Xiển U Tông này lại có thể sánh vai với Liên Minh Hộ Giới, chắc chắn không đơn giản. Diệp Huyên cười nói, mong tiền bối dẫn ta đi xem thử. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó dẫn hắn ra khỏi đại điện, ông lão nhìn thoáng qua những thi thể bên ngoài đại điện, lắc đầu thở dài, ông ta không nói gì, dẫn Diệp Huyên đi về phía sau. Đi một lúc, một sơn môn rất lớn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Sơn môn này còn lớn hơn của sơn môn của Thương Kiếm Tông.
mà phía sau sơn môn này là những tòa đại điện. Khí phách. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Lúc này, hắn đã tin lời ông lão rồi. Xiển U Tông này thật sự không đơn giản. Diệp Huyên vừa định đi qua, lúc này, ông lão đột nhiên lắc đầu có trận pháp. Nói xong, ông ta giẫm nhẹ chân phải, một viên đá bay qua, nhưng còn chưa đến gần sơn môn đã biến mất. Thấy thế, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hơi nặng nề. Ông lão không nói gì, chỉ nhìn về phía Diệp Huyên, rõ ràng là nếu Diệp Huyên không có cách thì thật sự phải chịu thôi. Sau khi im lặng một lát, Diệp Huyên đi tới trước sơn môn, hắn đang muốn lấy kiếm ra thử, ông lão bên cạnh vội nói, đừng nghĩ đến chuyện dùng bạo lực, nếu dùng bạo lực, trận pháp sẽ lập tức khởi động, khi đó, chúng ta đều phải chết ở đây. Diệp Huyên cười khổ, nếu không dùng bạo lực thì thật sự hết cách rồi. Ông lão gật đầu, ta hiểu rồi, tiểu hữu nhớ cẩn thận. Lâm Ẩn gật đầu, xoay người đi vào. Mà đi chưa bao lâu, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề, vì hắn nhìn thấy một vài thi thể trên đường, những thi thể này cũng không có vết thương gì trên người, trông rất bình thản, giống như ngủ thiếp đi vậy. Diệp Huyên dừng bước, nặng nề hỏi, tiền bối, rốt cuộc đạo tắc thứ hai này có năng lực đặc biệt gì vậy? Đại thần tầng 2 im lặng một lúc lâu mới đáp, mộng chi lực, nó có thể tiến vào giấc mơ của người khác, im hơi lặng tiếng giết chết người đó. Diệp Huyên ngây người, sau đó vô thực nói, vậy nếu ta ngưng tụ nó thành kiếm, chẳng phải sẽ trở thành kiếm trong mơ sao? Chương 665, Nhẫn Xiển U. Kiếm trong mơ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lập tức sôi trào. Nếu có một loại kiếm pháp có thể giết chết đối phương trong giấc mơ, thì thật sự quá đáng sợ. Đại thần tầng 2 cũng im lặng, rõ ràng suy nghĩ này của Diệp Huyên hơi hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể, phải biết rằng năng lực đặc biệt của đạo tắc thứ hai này chính là như thế. Nếu bị Diệp Huyên ngưng tụ thành kiếm, thật sự có thể trở thành kiếm trong mơ mà Diệp Huyên nói. Một lát sau, Diệp Huyên hơi bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy chuyện này không phải là không có khả năng, nhưng cũng sẽ có độ khó nhất định. Trực giác cho hắn biết chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng đến lúc đó hắn nhất định phải thử xem sao. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hắn gặp phải rất nhiều thi thể, mà cái chết của những thi thể này đều giống nhau. Trong đó, hắn còn nhìn thấy thi thể của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nặng nề nói, đại thần tầng 2, trước đây những đạo tắc này đều lợi hại như thế sao? Đại thần tầng 2 nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy ta có lợi hại không? Diệp Huyên vội đáp, lợi hại, đương nhiên là lợi hại rồi. Nàng ta lạnh lùng nói, nhưng trước đây ta cũng không đánh lại nó. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm rùng mình. Nói thế, sức mạnh của những đạo tắc này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Diệp Huyên lại hỏi, vậy vấn đề là vì sao sau khi chúng nó đi theo ta đều? Nói đến đây, vẻ mặt của hắn hơi kỳ lạ. Vì sau khi đi theo hắn, dường như những đạo tắc này không còn lợi hại cho lắm nữa. Đại thần tầng 2 cười khẩy, không biết, chúng nó bây giờ cũng giống tiểu linh nhi vậy, hoàn toàn không hiểu rõ thực lực của mình, hơn nữa vì linh trí của chúng nó đã ngủ say, nên sức mạnh của chúng nó hoàn toàn không thể phát ra được, hiểu chưa? Đúng rồi, đạo tắc thứ hai cũng không ngủ say hoàn toàn, ngươi có thể đọ sức với nó thử. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không đọ sức đâu. Hắn đã hiểu rõ sự đáng sợ của đạo tắc thứ hai rồi, năng lực của nó, dù là hắn cũng thấy rất sợ hãi. Diệp Huyên không hỏi tiếp nữa, tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên phát hiện, e rằng cả Xiển U Tông này đều đã bị tiêu diệt rồi. Mà kẻ gây ra có lẽ chính là đạo tắc thứ hai này. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bèn nghĩ đến tháp giới ngục. Cũng không biết sốt cuộc cái tháp này là báu vật gì, chẳng những có thể nhốt nhiều cao thủ như vậy còn có thứ nghịch thiên như thế ở bên trong. Mà bên trên vẫn còn 5 tầng, nói cách khác là còn 5 loại đạo tắc nữa, mà 5 loại đạo tắc này có dáng vẻ gì đây? Diệp Huyên thấy hơi tò mò. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn đã đi tới trước một đại điện, hắn đi vào đại điện, trong đại điện vẫn còn một vài người, nhưng đều đã chết hết rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên trước mặt,
có một pho tượng đứng sừng sững ở cách đó không xa, là một người đàn ông trung niên, tay phải cầm một thanh trường kiếm, tay trái cầm một cây thước đen. Rõ ràng đây là tổ sư gia của Xiển U Tông này. Diệp Huyên hơi lắc đầu, hắn chần chừ một chốc, sau đó đi tới trước pho tượng cúi chào, thầm nghĩ ta và Xiển U Tông không thù không oán, hôm nay đến đây xem như là Diệp Huyên ta chiếm được một món hời lớn, cảm ơn nhiều. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà đúng lúc này, pho tượng đột nhiên nứt ra, sau đó, một quầng sáng trắng bay ra, quầng sáng trắng dần ngưng tụ thành một bóng người, chính là người trên pho tượng kia. Thấy thế, Diệp Huyên thầm dùng mình, bắt đầu đề phòng. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, vì sao lại chào ta? Diệp Huyên ngây người, sau đó nghiêm túc đáp, một loại kính trọng. Người đàn ông trung niên gật đầu. Ông ta quan sát Diệp Huyên một lúc, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, bán bộ kiếm tiên, ngự pháp cảnh chân chính, chưa đến 20. Dứt lời, trong mắt ông ta lộ vẻ hưng phấn. Diệp Huyên chần chừ một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi, tiền bối. Người đàn ông trung niên cười nói, ngươi có muốn gia nhập Xiển U Tông của ta không? Diệp Huyên khẽ thở dài, hầy, xuất sắc quá cũng không phải chuyện tốt. Thế nào, người đàn ông trung niên hỏi. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, ta đồng ý với tiền bối. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cười khẽ, vậy thì tốt quá. Nói xong, ông ta bấm tay một cái, một chiếc nhẫn màu đen bay đến trước mặt hắn. Người đàn ông trung niên nói, đây là nhẫn Xiển U tượng trưng cho thân phận tông chủ Xiển U Tông, ngoài ra còn có một năng lực đặc biệt. Có thể cắn nuốt khí thần và tu vi của nhân tinh để bản thân sử dụng. Nhưng đây thật sự là chuyện không có tính người, đừng sử dụng lung tung. Chương 666. Cắn nuốt khí thần và tu vi của nhân tinh. Nghe thấy câu này, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, vội vàng hỏi, tiền bối, thứ này có thể cắn nuốt cao thủ ngự pháp cảnh chân chính không? Người đàn ông trung niên lắc đầu. Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên ỉu xìu, mà lúc này ông ta chợt nói, đừng nói là ngự pháp cảnh chân chính, dù là cao thủ mạnh hơn thế cũng có thể cắn nuốt. Thứ này không phải đồ của thanh thương giới, là ta lấy được từ ngoại vực. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó thì mừng như điên. Bảo bối, ngôn tình tổng tài. Đây là một bảo bối tốt đấy. Người đàn ông trung niên tiếp tục, ngoài ra, trong chiếc nhẫn này còn có truyền thừa của Xiển U Tông ta, trong đó có công pháp, võ kỹ, thần thông hàng đầu. Còn của cải dành dụng nghìn năm của Xiển U Tông ta thì đều ở trong các đại điện phía sau, tự ngươi đi lấy đi. Nghe câu này, Diệp Huyên hơi ngượng ngùng. Thật sự chiếm được món hời lớn rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên lại nói, nhưng có một điều kiện. Diệp Huyên cười đáp, tiền bối cứ nói. Người đàn ông trung niên nhìn hắn, sau này nếu ngươi muốn rời khỏi giới này, ta hy vọng ngươi có thể tìm một truyền nhân ở giới này giúp ta, nếu được, thì ta mong Xiển U Tông có thể hiện thế một lần nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Người đàn ông trung niên cười nói, như thế đã đủ rồi. Nói xong, thân thể ông ta dần trở nên mờ ảo. Diệp Huyên biết đối phương sắp biến mất hoàn toàn rồi, hắn do dự một lát. Sau đó lại cúi người với người đàn ông trung niên một lần nữa. Cho dù thế nào, lần này hắn cũng chiếm được một món hời lớn từ người ta. Mà lúc này, người đàn ông trung niên lại nói, từ nay về sau, ngươi chính là người duy nhất còn sống sót của Xiển U Tông. Diệp Huyên ngây người, sau đó vội nói, tiền bối, ngươi. Người đàn ông trung niên cười bảo, tu sĩ chúng ta, dưới tình huống bình thường chỉ có hai cách chết. Bị người giết chết, hoặc hết tuổi thọ mà chết. Ta coi như may mắn, là loại thứ hai, thật ra kết quả đã rất tốt rồi. Nhưng suy cho cùng thì vẫn có hơi không cam lòng. Tu hành nghìn năm, cuối cùng vẫn phải biến thành cát bụi. Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất. Nhẫn Xiển U trong tay Diệp Huyên nhẹ rung lên. Tuổi thọ. Diệp Huyên đứng tại chỗ, im lặng. Hắn nhớ tới cô gái bí ẩn từng nói. Rất nhiều tu sĩ sau khi mạnh mẽ, trong mắt chỉ còn đại đạo và trường sinh. Theo hắn thấy, thật ra chính là sống càng lâu càng muốn sống. Có thể nói là sống càng lâu càng sợ chết. Một lát sau,
Diệp Huyên lắc đầu, xoay người rời đi. Lúc ở Thanh Thành, mục tiêu của hắn rất đơn giản, để muội muội trải qua cuộc sống hạnh phúc là được, nhưng bây giờ hắn phát hiện, năng lực càng lớn, dã tâm cũng dần lớn hơn. Như lúc này, hắn cũng muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng muốn có năng lực mạnh mẽ hủy thiên diệt địa. Thế là sai sao? Không, theo hắn thấy, đó cũng không phải là sai. Nếu ngươi không có lòng muốn phấn đấu thì sẽ chỉ ngày càng tầm thường thôi. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Huyên đi tới lầu võ kỹ của Xiển U Tông, ở nơi này, hắn nhìn thấy rất nhiều võ kỹ, trong đó có hơn 20 loại võ kỹ bậc thiên, ngoài ra còn có hơn 100 võ kỹ bậc địa. Đáng sợ! Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó, hắn đi tới lầu vũ khí của Xiển U Tông. Lầu vũ khí này có tổng cộng 4 tầng, hắn đi thẳng đến tầng cao nhất, nhìn thấy 20 mấy báu vật bậc thiên. Trong đó còn có một cây quạt bậc thiên thượng phẩm, quạt vừa mở ra đã có tia chớp lấp lóe. Sông tố xuất hiện. Bậc thiên thượng phẩm. Nhưng chỉ có một món này thôi. Trong 20 mấy linh khí bậc thiên khác thì có 3 thanh kiếm. Lời to rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyên vừa rời đi không lâu, một cái bóng mờ chợt xuất hiện ở vị trí hắn vừa đứng. Chính là người đàn ông trung niên trong đại điện khi nãy. Ông ta nhìn bóng lưng Diệp Huyên đi xa, ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên dịu dàng. Một lát sau, ông ta hoàn toàn biến mất. Trong người Diệp Huyên đã đi xa vang lên tiếng thở dài, lại tránh thoát một kiếp, còn có được nhiều báu vật như vậy, còn có thiên lý không chứ? Chương 667, tinh vực của bọn họ quá xa. Diệp Huyên đi ra khỏi sơn môn. Nhưng hắn phát hiện ông lão kia đã không còn ở đây nữa. Đi rồi à? Diệp Huyên cau mày, ngẫm nghĩ một lát, hắn khẽ lắc đầu, sau đó rời khỏi bí cảnh dưới lòng đất này. Cổ Vu tộc. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong nhà trên cây, lúc này hắn đang rất hưng phấn, của cải của hắn lúc này thật sự quá kinh khủng. Số của cải Xiển U Tông để lại đủ cho hắn sử dụng rất lâu. Đương nhiên nếu không có thực lực, số của cải này cũng sẽ không có người tiêu. Nguy hiểm còn chưa giải trừ. Tu luyện. Sau khi tạm biệt vị Ương Thiên, Diệp Huyên lập tức trở về Thương Kiếm Tông, mà Thương Kiếm Tông lúc này cũng đang rất cảnh giác, mọi người đều đang sẵn sàng đón địch. Trong lòng bọn họ hiểu, liên minh hộ giới chắc chắn là quay lại một lần nữa. Trong tháp giới ngục, sau khi đạo tắc thứ hai trở lại tháp giới ngục đã được đại thần tầng 2 dẫn lên tầng 2. Đương nhiên cũng dẫn Tiểu Linh Nhi vào theo. Nhưng cũng không lâu lắm, Tiểu Linh Nhi đã chán nản chạy ra, còn đại thần tầng 2 thì im hơi lặng tiếng. Diệp Huyên cố liên hệ rất nhiều lần nhưng không được, hơn nữa hắn cũng không thể đi vào tầng thứ 2, dù hắn có thể cưỡng chế đi vào, nhưng hắn cũng không làm như thế. Vì thế, Diệp Huyên bèn hỏi Tiểu Linh Nhi, cô bé này tỏ vẻ uất ức, nói đại thần tầng 2 lấy bảo bối của cô bé đi rồi. Rõ ràng chính là đạo tắc thứ hai kia. Diệp Huyên biết, có lẽ chẳng bao lâu nữa đại thần tầng 2 sẽ có thể ra ngoài rồi. Sau khi an ủi Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện. Lần này hắn chỉ tu luyện ngộ mà thôi. Kiếm kỹ và cảnh giới của hắn lúc này đã không thể nào tăng lên được nữa. Đặc biệt là cảnh giới, tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Thứ duy nhất còn có thể tăng lên chính là cảnh giới kiếm đạo. Kiếm tiên. Nếu có thể trở thành kiếm tiên, thì khi đó, dù là cao thủ như Lục Tôn Chủ, hắn cũng có thể so đấu một trận. Ngộ. Diệp Huyên xếp bằng ngồi trên đỉnh núi phía sau Vân Kiếm Phong, trông giống như hòa thượng ngồi thiền. Mà lần này hắn ngồi hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày Việt Kỳ và Cố Tiểu Nhàn đều sẽ đến đây, mỗi lần hai người đều sẽ ở lại một hai canh giờ, sau đó lặng lẽ rời đi. Ngoài hai người họ, tông chủ Trần Bắc Hàn cũng từng đến, nhưng cũng không làm phiền Diệp Huyên, ngay cả Kiếm Huyền cũng có tới một lần. Thời gian Kiếm Huyền ở lại có hơi lâu, khoảng chừng nửa ngày, lúc đầu, trong mắt y có vẻ lo lắng, nhưng sau cùng lúc rời đi, ánh mắt lại trở thành vui mừng. Lâm Tòng Vân cũng có đến thăm Diệp Huyên, nhưng trong mắt y lại tràn đầy sự lo lắng. Lần này, nếu cứu binh của Linh Hư Tinh Cung không đến trước, thì chuyện này sẽ phiền phức rồi.
Một lát sau, Lâm Tòng Vân lắc đầu thở dài, sau đó xoay người rời đi. Liên minh hộ giới. Ngày đó sau khi đấu một trận với Thương Kiếm Tông, liên minh hộ giới không còn chút động tĩnh nào nữa, bây giờ núi hộ giới cũng cực kỳ yên tĩnh. Trong điện, Lục Tôn Chủ ngồi xếp bằng trên ghế, hai mắt khép hờ, hai tay để trên đầu gối, quanh người gã ta có một dòng khí đang chậm rãi di chuyển. Lúc này, Lục Tôn Chủ đột nhiên mở mắt ra, mọi người ở bên dưới nhìn về phía gã ta, sau một hồi im lặng, Lục Tôn Chủ nhẹ giọng nói, năm ngày sau chủ thượng sẽ đích thân đến đây. 5 ngày. Nghe vậy, người bên dưới lập tức tỏ vẻ vui mừng. 5 ngày sau, chính là ngày tận thế của Thương Kiếm Tông. Ở một nơi trong tinh không mịt mờ, một chiếc thuyền tinh vân đang di chuyển rất nhanh, tốc độ của nó đã đạt đến mức cao nhất. Cuối cùng, không biết đã bao lâu trôi qua, chiếc thuyền tinh vân này dừng lại trước một cung điện trong tinh không. Một ông lão bay ra từ trên thuyền, chính là Tần Chấn chạy về từ Thanh Thương Giới. Sau khi xuống khỏi thuyền tinh vân, Tần Chấn đi thẳng đến tinh điện Linh Hư, ông ta vừa đến cửa điện, một ông lão đã xuất hiện trước mặt ông ta. Người đó chính là cung chủ của Linh Hư Tinh Cung, Lâm Hư. Tần Chấn cúi người hành lễ, cung chủ, tìm thấy rồi. Lâm Hư ngay người, sau đó hỏi, ở đâu? Không đúng, vì sao ông không đưa hắn về? Tần Chấn cười khổ, không đưa về được, ở tinh vực kia có một thế lực muốn giết chết hắn, bây giờ hắn đang rất nguy hiểm. Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Hư lập tức thay đổi, là thế lực nào? Tần Chấn lắc đầu, một thế lực hạng 3, nhưng chủ nhân của thế lực đó có thực lực khá mạnh, ta và Tòng Vân đều không phải đối thủ. Lâm Hư nặng nề nói, ông có nói đến tên của Linh Hư Tinh Cung ta không? Tần Chấn cười khổ, có. Người ta hoàn toàn chưa từng nghe nói tới Linh Hư Tinh Cung chúng ta, tinh vực của bọn họ quá xa. Lâm Hư im lặng một lát, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão đột nhiên xoay người, một cô gái đang đứng cách đó không xa. Chính là cô gái váy trắng. Sắc mặt cô gái váy trắng rất lạnh lẽo, đem lại cho người ta áp lực rất lớn. Lâm Hư vội cúi chào, tiền bối. Lâm Hư lắc đầu, không biết. Nhưng theo suy đoán của ta, người này có thể là người của giới kia. Nghe vậy, sắc mặt Tần Chấn hơi thay đổi, ngũ duy giới. Lâm Hư khẽ đáp, rất có khả năng. Chương 668, các người đúng là tìm đường chết mà. Tần Chấn vội gật đầu, thuộc hạ cũng có ý đó. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mà lúc này, Lâm Hư lại nói, cố hết sức làm thân với thiếu niên kia, hiểu không? Tần Chấn gật đầu, thuộc hạ hiểu. Tần Chấn đi rồi, Lâm Hư chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, liên minh hộ giới, các người đúng là tìm đường chết mà. Trong một vùng hư không vô tận, cô gái váy trắng di chuyển trong hư không, tốc độ của nàng ấy đã không thể miêu tả bằng từ nhanh nữa rồi, tựa như xuyên thẳng qua tinh không. Tốc độ của nàng ấy cực kỳ nhanh, nhanh đến mức bầu trời chỗ nàng ấy đi qua cũng rung động, vô số hành tinh bị chấn động. Không biết đã bao lâu trôi qua, một giọng nói đột nhiên vang lên trong tinh không trước mặt nàng ấy, người phương nào dám xé rách tinh không, nhiễu loạn trật tự tinh không. Sau giọng nói này, một sức mạnh cường đại đột nhiên kéo về phía cô gái váy trắng, sức mạnh của nó có thể dễ dàng hủy diệt một giới. Vẻ mặt cô gái váy trắng không chút cảm xúc, nàng ấy nhìn về phía tinh không xa xa, híp hai mắt lại, trong nháy mắt, một tia kiếm quang chợt bắn nhanh ra từ trong mắt nàng ấy. Theo tia kiếm quang này, lực lượng trước mặt nàng ấy lập tức vỡ tan, một giây sau, trong tinh không phía xa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chẳng mấy chốc, một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, ngươi là ai? Cô gái váy trắng chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lẽo cút. Giọng nói trong tinh không phía xa giận dữ quát, ngươi nên biết, chúng ta là người duy trì trật tự tinh không, bảo vệ. Cô gái váy trắng ngắt lời, không cần cút nữa. Dứt lời, nàng ấy biến mất khỏi vị trí ban đầu, sau đó, một tia kiếm quang đột nhiên lóe lên trong tinh không. Phụt! Nơi nào đó, một cái đầu máu chảy đầm đìa chậm rãi rơi xuống từ trong tinh không. Trên đường đi, mỗi khi cô gái váy trắng đến một tinh vực đều sẽ có người ngăn cản, sau đó nàng ấy cứ giết thẳng một đường như thế.
Một cô gái váy trắng đứng yên trên một ngọn núi nào đó. Người đó chính là An Lan Tú. Không biết qua bao lâu, một ông lão xuất hiện bên cạnh An Lan Tú, ông lão hành lễ tiểu thư. An Lan Tú nhẹ giọng đáp, nói. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, nhiều nhất mấy ngày nữa, vị chủ thượng kia của Liên Minh Hộ Giới sẽ đến Thanh Thương Giới, khi đó chắc chắn Thương Kiếm Tông sẽ bị tiêu diệt, trừ khi kiếm chủ Thương Giới lại xuất hiện. An Lan Tú im lặng một lát, sau đó gật đầu, biết rồi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Lúc này, ông lão đột nhiên chắn trước mặt An Lan Tú, cười khổ tiểu thư, gia chủ nghiêm lệnh dặn rõ, nói tiểu thư không được đến Thương Kiếm Tông. An Lan Tú lắc đầu, lần này hắn rất nguy hiểm. Nụ cười của ông lão ngày càng chua xót, tiểu thư, nếu chủ thượng của Liên Minh Hộ Giới đích thân đến Thanh Thương Giới, người đến đó cũng không làm nên chuyện gì. An Lan Tú nhẹ giọng nói, vậy thì càng nên đi. Nói xong, nàng lập tức muốn xuống núi, ông lão do dự một hồi rồi nói, tiểu thư, gia chủ có căn dặn nếu tiểu thư cố ý muốn đi, thì lão hủ chỉ có thể đắc tội thôi. An Lan Tú đột nhiên biến mất, sắc mặt ông lão hoàn toàn thay đổi, tay phải đánh về phía trước một trường. Ầm. Sau một tiếng nổ vang, ông lão bay ra xa trăm trượng. Ông ta ngạc nhiên nhìn An Lan Tú, tiểu thư, người. An Lan Tú lắc đầu, nhà họ An này đã không còn ai có thể ngăn cản ta nữa rồi, hiểu chưa? Nói xong, nàng xoay người đi xuống núi. Mà hắn đã ngồi thiền ở bờ sông này gần nửa tháng rồi. Nửa tháng này, hắn tự hỏi lòng mình, không trốn tránh nội tâm mình, cảm nhận nội tâm mình. Cảm nhận mình. Cảm nhận này chính là biết ưu điểm của mình, nhưng cũng phải biết khuyết điểm của mình, biết một mặt thiện của mình, cũng phải biết một mặt tà ác bẩn thỉu của mình. Sáng sớm, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn có kiếm quang lấp lóe. Diệp Huyên chậm rãi đứng lên, im lặng, cứ thế im lặng cả buổi sáng. Chương 669, Kiếm Tiên. Vào buổi trưa, Diệp Huyên bỗng nhiên bật cười. Hắn cười rất vui vẻ. Khi nụ cười của Diệp Huyên xuất hiện, một luồng kiếm ý chợt bay ra từ trong cơ thể hắn, sau đó trôi dạt ra bốn phía chân trời. Chẳng mấy chốc, luồng kiếm ý này đã biến mất giữa trời đất. Và lúc này, một thanh kiếm thình lình bay ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Nó vừa định phóng thẳng lên trời thì bị tay phải Diệp Huyên nhẹ nhàng đè lại, chuôi kiếm lập tức rơi ngay trước mặt hắn. Kiếm tâm thông minh. Giờ phút này, hắn đã thật sự hiểu thế nào là kiếm tâm thông minh. Nói trắng ra là phải hiểu rõ chính mình. Một người có ưu điểm thì sẽ có khuyết điểm, có mặt tốt cũng có mặt xấu, có mặt trong sáng cũng có mặt ác độc. Mà một người thường sẽ trốn tránh nội tâm của mình, cũng có nghĩa là trốn tránh mặt ác của mình. Bất kể là mặt nào thì cũng là Diệp Huyên hắn. Đây chính là kiếm tâm thông minh. Kiếm tiên, lúc này hắn không còn là bán bộ kiếm tiên nữa, mà là một kiếm tiên hàng thật giá thật. Nhưng Diệp Huyên lại có một loại cảm giác, đó là kiếm đạo của hắn bây giờ mới bắt đầu. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu cười. Hắn quay lưng định đi thì có hai người phụ nữ chậm rãi bước tới cách đó không xa. Đó là Việt Kỳ và Cố Tiểu Nhàn. Diệp Huyên thi lễ với hai người, Việt Kỳ quan sát hắn, thành công rồi à? Diệp Huyên mỉm cười gật đầu. Nghe vậy, khóe miệng Việt Kỳ cong lên, giỏi, giỏi. Cố Tiểu Nhàn cũng gật đầu, giỏi lắm. Nói xong. Nàng ấy nhìn sang Việt Kỳ, chắc hẳn hắn là kiếm tiên trẻ tuổi nhất hiện nay của Thanh Thương giới ta nhỉ. Việt Kỳ lắc đầu, hắn là kiếm tiên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thanh Thương giới ta ngoại trừ tổ sư. Không đúng, năm đó tổ sư đạt tới kiếm tiên cũng không ở độ tuổi của hắn. Nói tới đây, nụ cười trên mặt nàng ấy dần trở nên rạng rỡ. Cố Tiểu Nhàn nhẹ giọng nói, lâu rồi tiểu sư muội chưa được vui vẻ như vậy. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên, nụ cười dần biến mất, Thương Kiếm Tông có người kế thừa, ta đương nhiên phải vui rồi. Nàng ấy nói đến đây dường như nghĩ tới gì đó, lại nói, chuyện này tạm thời che giấu, đừng truyền ra ngoài, nếu không Liên Minh Hộ Giới sẽ bất chấp tất cả cũng phải giết hắn. Cố Tiểu Nhàn gật đầu, chính xác. Nếu để Liên Minh Hộ Giới biết Diệp Huyên đã đạt tới kiếm tiên, họ chắc chắn sẽ điên cuồng đuổi giết Diệp Huyên.
vì họ nhất định không dám để Diệp Huyên tiếp tục trưởng thành. Nhiều khi không có đúng hay sai. Cũng như một quốc gia, nó là quốc gia mạnh nhất thế giới này, nhưng khi có một quốc gia khác sắp trỗi dậy, thế là cả hai tự nhiên sẽ trở thành kẻ thù. Hơn nữa Diệp Huyên còn là đệ tử của Thương Kiếm Tông, phải biết rằng Thương Kiếm Tông và Liên Minh Hộ Giới đã có thù oán từ rất lâu rồi. Diệp Huyên tự tay nấu một bữa cơm. Sau khi ba người ăn xong, Diệp Huyên dọn dẹp rồi đi tìm Lâm Tòng Vân. Trong phòng, Lâm Tòng Vân nhìn Diệp Huyên, một lát sau y bỗng nhiên chau mày, cậu đã đột phá phải không? Diệp Huyên cũng không giấu giếm, hắn phóng ra khí tức của mình. Kiếm tiên. Lâm Tòng Vân thấy thế thì sững sờ, sau đó y lắc đầu cười, tiểu hữu quả nhiên là kỳ tài, mới chừng tuổi ấy đã đạt tới kiếm tiên, cho dù ở tinh vực của chúng ta cũng vô cùng hiếm gặp. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, hôm nay ta đến đây là có việc muốn xin chỉ bảo. Lâm Tòng Vân bảo, nói. Diệp Huyên trầm giọng đáp, cô gái váy trắng kia, người ấy là bản thể, hay là phân thân? Nghe thấy câu này, Lâm Tòng Vân lập tức sững sờ. Bản thể, phân thân. Như nghĩ tới gì đó, y đứng phắt dậy cậu. Ý cậu là gì? Diệp Huyên ngơ ngác trước hành động của Lâm Tòng Vân. Sở dĩ hắn hỏi như thế là vì cô gái váy trắng từng nói nàng ấy có tổng cộng 3 phân thân. Phân thân lúc trước đã biến mất, nói cách khác nàng ấy còn 2 phân thân và bản thể. Lâm Tòng Vân cười khổ, y không tưởng tượng ra được. Diệp Huyên đang định hỏi tiếp, nhưng Lâm Tòng Vân lại lắc đầu, tiểu hữu, ta cũng không biết nàng ấy là bản thể hay phân thân. Mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu và nàng ấy có quan hệ như thế nào? Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó trả lời, có thể coi là sư đồ. Sư đồ. Lâm Tòng Vân nhìn Diệp Huyên thật kỹ, sau đó khẽ thở dài, thảo nào cậu ưu tú như thế. Có người lương sư thế này, dù là một con lợn. Nói tới đây, y như nghĩ tới gì đó bèn vội vàng dừng lại, sau đó nở nụ cười áy náy với Diệp Huyên. Chương 670, chủ thượng sắp đến rồi. Diệp Huyên có chút không nói nên lời, có ai ăn nói giống ông không? Lâm Tòng Vân lại nói, tiểu hữu, giờ cậu đã là kiếm tiên. Với thực lực của cậu hiện tại, thật ra cậu hoàn toàn có thể rời khỏi đây để đến nơi tốt hơn phát triển. Bây giờ đi với ta, cậu lấy. Diệp Huyên bỗng cười nói, tiền bối, có nhiều thứ còn quan trọng hơn tính mạng. Lâm Tòng Vân nhìn Diệp Huyên mỉm cười, Thương Kiếm Tông đối xử tốt với ta, sao ta có thể rời đi vào lúc này? Nếu đi thì chẳng phải là ta không biết hổ thẹn sao? Và lại thế giới này còn rất nhiều người mà ta quan tâm. Có lẽ có một ngày ta sẽ rời khỏi thế giới này để ra ngoài nhìn xem, nhưng bây giờ thì không được. Lâm Tòng Vân im lặng một lúc rồi nói, tiểu hữu nặng tình như thế, e rằng một ngày nào đó sẽ phải mệt mỏi vì tình. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối, nếu cao thủ của Linh Hư Tinh Cung tới chi viện thì cần bao lâu mới đến nơi? Lâm Tòng Vân trầm giọng đáp, bao lâu cũng không thành vấn đề. Vấn đề là họ nhất định phải đến trước chủ thượng của Liên Minh Hộ Giới, nếu không. Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó nói, ta còn một điều muốn hỏi tiền bối. Hiện tại ta là ngự pháp cảnh chân chính, thế thì cảnh giới trên ngự pháp cảnh chân chính là gì? Lâm Tòng Vân xòe tay phải ra rồi nhẹ nhàng xoay tròn, ngay sau đó không gian xung quanh bàn tay của y rách ra, một lực lượng rót vào trong tay y từ không gian rách này. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đây là... Lâm Tòng Vân trả lời, trên ngự pháp cảnh chân chính là phá không cảnh. Mà phá không cảnh này có nghĩa là phá vỡ không gian, lấy lực lượng vật chất tối từ trong không gian để liên tục tăng cường cho mình. Để làm được điều này là một việc rất khó, bởi vì sự kiên cố của không gian vượt xa suy nghĩ của người bình thường. Phá không cảnh. Diệp Huyên nói với giọng nặng nề, trước đây ta từng nghe Sư Tôn nói, nếu không gian bị rách sẽ tạo thành không gian nhiễu loạn. Nếu bị cuốn vào trong đó chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Lâm Tòng Vân cười nói, những gì nàng ấy nói không sai. Do đó, nếu muốn đạt tới phá không cảnh thì nhất định phải có trình độ hiểu biết về không gian nhất định. Nếu cậy mạnh phá không gian chắc chắn sẽ hại mình. Nhiều tán tu vì không có người chỉ bảo, bởi vậy họ đều tự chơi chết mình khi đột phá cảnh giới này. Nói tới đây, y nhìn Diệp Huyên,
nếu tiểu hữu muốn đột phá cảnh giới này nhất định phải cực kỳ cẩn thận, hơn nữa còn phải có người canh giữ bên cạnh. Nếu không thì một khi có sơ suất, đừng nói tiểu hữu, ngay cả chúng ta bị cuốn vào trong đó cũng khó mà sống sót. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiền bối nói như vậy, ta hiểu. Phá không cảnh. Diệp Huyên nhớ kỹ. Trần Bắc Hàn và Lục Tôn Chủ hẳn là cao thủ phá không cảnh. Nghĩ đến điều này, Diệp Huyên lại hỏi, cao thủ ngự pháp cảnh chân chính có thể đánh một trận với cao thủ phá không cảnh không? Đương nhiên có thể. Lâm Tòng Vân trả lời, để đánh giá thực lực của một người không chỉ dùng cảnh giới, còn phải xem các khía cạnh khác nhau như ý thức chiến đấu, kỹ năng chiến đấu, thuật thần thông, công pháp, thể chất, thậm chí còn có huyết mạch. Tóm lại, bất cứ đâu cũng có khiêu chiến vượt cấp, chỉ là độ khó của việc này lớn hơn mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, thật ra hắn muốn đánh một trận với cao thủ phá không cảnh ngay bây giờ, bởi vì ngự pháp cảnh chân chính hoàn toàn không có sức hấp dẫn với hắn. Một lát sau, Diệp Huyên đứng dậy rời đi. Trong phòng, ánh mắt Lâm Tòng Vân tràn đầy lo lắng. Tới lúc này y vẫn đang lo lắng cao thủ Linh Hư Tinh Cung có thể đến kịp hay không. Liên minh hộ giới. Lần này liên minh hộ giới muốn buộc tất cả mọi người phải tỏ thái độ. Không giúp liên minh hộ giới thì sẽ là kẻ địch. Ngang ngược. Vô cùng ngang ngược. Lúc đầu không có thế lực nào hành động, nhưng đến trưa đã có cao thủ của một số thế lực bắt đầu đi đến Thương Kiếm Tông. Mà người đầu tiên là Bắc Hàn Tông. Chương 671, đợi chủ thượng. Càng lúc càng nhiều thế lực tập trung bên ngoài Thương Kiếm Tông. Trong số đó, những thế lực nổi tiếng bao gồm Bắc Hàn Tông, Sơn Mạch Vạn Thú, Vân Không Thành. Ngay cả nhà họ Tư Mã thuộc tứ đại gia tộc của thượng giới cũng phái cao thủ đến. Ngoài ra còn vô số thế lực nhỏ khác. Tất nhiên, người đến đều là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Lần này, Thương Kiếm Tông có thể nói là mục tiêu của cả thanh thương giới. Mọi người đều biết chủ thượng của liên minh hộ giới sẽ đích thân đến thanh thương giới. Cao thủ cấp bậc này sẽ đáng sợ tới mức nào? Và lúc này liên minh hộ giới muốn tất cả mọi người phải tỏ thái độ. Người nào không tỏ thái độ, chắc chắn liên minh hộ giới sẽ tiêu diệt họ sau khi tiêu diệt Thương Kiếm Tông. Nếu như tổ sư của Thương Kiếm Tông là kiếm chủ thương giới còn sống, có lẽ mọi người sẽ còn do dự. Nhưng kiếm chủ thương giới đã mất. Giờ đây Thương Kiếm Tông lấy gì để đối đầu với liên minh hộ giới? Càng lúc càng nhiều cao thủ tới Thương Kiếm Tông, đồng thời tỏ ý sẵn sàng liên minh với liên minh hộ giới, cùng nhau tiêu diệt Thương Kiếm Tông. Bên ngoài Thương Kiếm Tông đã bị vô số cao thủ bao vây. Ở đâu đó trên mây, Lục Tôn Chủ chắp hai tay sau lưng, mặt không cảm xúc. Tả hộ pháp đứng sau lưng Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, nhà họ An. Nhà họ Lê của thượng giới và huyền môn không có động tĩnh gì. Huyền môn. Lục Tôn Chủ im lặng một lúc, sau đó đáp, mặc kệ họ, chỉ cần họ không giúp Thương Kiếm Tông là được. Tả hộ pháp khẽ gật đầu, những gia tộc này với huyền môn đều không đơn giản, ngay cả liên minh hộ giới cũng có chút kiêng dè. Hơn nữa, một khi các gia tộc này liên thủ, liên minh hộ giới sẽ gặp phiền phức rất lớn. Lúc này tả hộ pháp bỗng lên tiếng, bây giờ ra tay. Lục Tôn Chủ lắc đầu, đợi chủ thượng. Tả hộ pháp trầm giọng nói, hiện tại chúng ta có 13 vị phá không cảnh, 59 vị ngự pháp cảnh chân chính, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ ngự pháp cảnh chân chính khác đến. Bây giờ đội hình này đã đủ để tiêu diệt Thương Kiếm Tông. Lục Tôn Chủ tiếp lời, đợi chủ thượng, khi nào chủ thượng đến mới có thể không có sai sót. Tả hộ pháp nhìn Lục Tôn Chủ, có phải vẫn kiêng dè người đứng sau Diệp Huyên không? Lục Tôn Chủ gật đầu, người đó có thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải chúng ta có thể đối kháng. Chỉ khi chủ thượng đến mới có thể giết nàng ta. Tóm lại, lúc này chúng ta cũng không gấp, hơn nữa thanh thương giới còn rất nhiều thế lực vẫn chưa tỏ thái độ. Tả hộ pháp suy tư nói, vậy rốt cuộc người đứng sau Diệp Huyên có lai lịch như thế nào? Lục Tôn Chủ lắc đầu, không biết, nhưng trực giác mách bảo ta rằng nàng ta sẽ xuất hiện. Người này không chết, lòng ta khó yên. Tả hộ pháp gật đầu, vậy tạm thời cứ đợi đi. Phía dưới, trong Thương Kiếm Tông. Các cao thủ của Thương Kiếm Tông tập trung trong một đại điện, Diệp Huyên cũng có mặt.
Trần Bắc Hàn nhìn lướt qua mọi người rồi nói, các vị, lần này liên minh hộ giới đã quyết tâm phải tiêu diệt Thương Kiếm Tông ta. Kiếm Huyền ở bên cạnh lạnh nhạt nói, cứ chiến thôi. Mọi người trong điện đều gật đầu. Giờ họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh một trận. Trần Bắc Hàn gật đầu, sau đó y nhìn Diệp Huyên và Thương Việt ở phía dưới, lát nữa hai cậu rời đi, hiểu chưa? Hai người đang định trả lời thì Trần Bắc Hàn đã nghiêm mặt nói tiếp, mặc dù thực lực hai cậu không yếu, nhưng trong trận chiến này, hai cậu không có bất cứ. Lúc này Diệp Huyên chợt lên tiếng, tông chủ, hai chúng ta đi, vậy còn các đệ tử Thương Kiếm Tông khác? Trần Bắc Hàn im lặng. Diệp Huyên cười nói, tông chủ, việc này thật sự không công bằng lắm đối với các đệ tử khác. Ta nghĩ chúng ta đều là đệ tử của Thương Kiếm Tông, muốn đi cùng đi. Muốn chiến cùng chiến, muốn chết thì cùng chết. Thương Việt bên cạnh Diệp Huyên gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Nói xong, Kiếm Huyền quay lưng rời đi. Trong điện, Trần Bắc Hàn im lặng một lúc rất rất lâu, cuối cùng y lắc đầu cười cay đắng. Y là người đứng đầu một tông, đương nhiên phải suy nghĩ và lo lắng nhiều rồi. Phải biết rằng mỗi quyết định của y đều liên quan đến sự sống chết của vô số đệ tử Thương Kiếm Tông. Vị trí tông chủ là một quyền lợi, nhưng cũng là một trói buộc. Bên ngoài Thương Kiếm Tông càng lúc càng có nhiều cao thủ đến, mà giờ phút này vô số thế lực của thanh thương giới đều đã nói rõ lập trường của mình. Ngay cả Học viện Thương Lan trước kia cũng tỏ ý đứng về phe liên minh hộ giới. Hơn nữa Khâu Nguyên, viện trưởng Học viện Thương Lan, còn đích thân đến đây. Chương 672, đến rồi. Điều đáng nói là Huyền Môn và nhà họ An với nhà họ Lê của thượng giới vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Trên đám mây nào đó bên ngoài Thương Kiếm Tông, một ông lão đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Tôn Chủ, tôn chủ, không ổn. Lục Tôn Chủ mở mắt ra, có chuyện gì? Ông lão trầm giọng đáp, chúng ta có bốn người bị ám sát một cách im hơi lặng tiếng. Ám sát? Lục Tôn Chủ nheo mắt, đi xem sao. Ngay sau đó hai người đến một nơi trên mặt đất, trước mặt Lục Tôn Chủ và ông lão có bốn thi thể, mỗi thi thể đều bị chém một nhát đứt cổ, vết thương đều như một. Tay phải Lục Tôn Chủ từ từ siết chặt lại, là kiếm tu. Ông lão đứng sau Lục Tôn Chủ gật đầu, chắc là do kiếm tu làm, đoán chừng là cao thủ trong Thương Kiếm Tông. Lục Tôn Chủ trầm giọng hỏi, không phát hiện được gì sao? Ông lão lắc đầu, khi ta phát hiện ra họ thì họ đã bị ám sát. Nhưng trước đó không hề có chút động tĩnh. Lục Tôn Chủ im lặng một lúc, sau đó nói, truyền lệnh bảo tất cả mọi người không nên ở một mình, mọi người cùng nhau. Lúc này mặt gã ta đột nhiên biến sắc, sau đó gã xoay người lại. Cách phía trước gã hơn 10 trượng, một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính từ từ ngã xuống, mắt người này trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó tin. Vẻ mặt của Lục Tôn Chủ lúc này cũng cực kỳ lạnh lẽo. Không ngờ lại có người ám sát cao thủ của liên minh hộ giới ngay trước mặt gã, mà gã lại không hề phát hiện. Các cao thủ liên minh hộ giới xung quanh cũng trở nên nghiêm túc. Phải biết rằng Lục Tôn Chủ đang ở đây, nhưng gã ta lại không phát hiện ra gì cả. Ngay cả Lục Tôn Chủ cũng không thể phát hiện, vậy thì họ. Nghĩ tới đây, mặt mọi người đều biến sắc. Giữ bình tĩnh. Lúc này, Lục Tôn Chủ đột nhiên lạnh lùng quát, chỉ là một tên sát thủ mà thôi. Nói xong, gã ta nhìn lướt qua xung quanh, rốt cuộc các hạ là người phương nào, lẽ nào chỉ biết núp trong tối. Vù. Ngay lúc này, bên trái cách Lục Tôn Chủ không xa, đầu của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính văng thẳng ra ngoài. Máu tuôn như suối. Cùng lúc đó, Lục Tôn Chủ đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở trước mặt hai tên cao thủ ngự pháp cảnh chân chính kia, tay gã ta nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, một luồng khí tức mạnh mẽ lấy gã làm trung tâm tỏa ra chung quanh, cả chân trời chấn động. Nhưng không có gì cả. Một lát sau, luồng khí tức mà Lục Tôn Chủ phóng ra dần dần yên ắng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Lục Tôn Chủ chậm rãi nhắm mắt lại. Vẻ mặt của các cao thủ liên minh hộ giới xung quanh trở nên cực kỳ cảnh giác. Lúc này, hai vị hộ pháp của liên minh hộ giới dẫn 8 cao thủ mặc áo choàng vàng xuất hiện, tất cả họ đều nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Một lát sau, tả hộ pháp nhìn về phía Lục Tôn Chủ, im hơi lặng tiếng.
Lục tôn chủ gật đầu, người này ra tay ngay trước mặt ta, nhưng ta lại không cảm nhận được hơi thở của hắn. Cho dù là ám chủ năm đó cũng không làm được như vậy. Người này hẳn không phải sát thủ của thanh thương giới ta. Tả hộ pháp cao mày, chẳng lẽ là sát thủ do thương kiếm tông mời từ tinh vực khác? Lục tôn chủ lắc đầu, không biết. Tả hộ pháp trầm giọng nói, chúng ta không thể đứng yên nữa, nếu không thì người của chúng ta sẽ hỗn loạn. Nói xong, ông ta nhìn thương kiếm tông ở phía dưới, giờ ra tay chứ? Lục tôn chủ lắc đầu, nếu bây giờ ra tay, với thủ đoạn của người này, phe ta sẽ chết nhiều người hơn. Ta! Nhưng đúng lúc này, cách đó hơn 10 trượng, một cao thủ mặc áo choàng vàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó hai tay hắn ta trưởng về phía trước. Ầm! Thấy thế, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhao nhao tụ lại gần nhau. Trong bóng tối, Diệp Huyên đang định ra tay lần nữa, lúc này một uy áp vô hình bỗng nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Sau khi uy áp này xuất hiện, vùng trời ở phía chân trời trở nên hư ảo. Luồng uy áp này nặng nề hạ xuống như thể trời sập, sắp nghiền nát cả thế giới. Đến rồi. Chủ thượng của Liên minh hộ giới đã đến. Trong Thương Kiếm Tông, Lâm Tòng Vân khẽ thở dài, xong rồi. Chương 673, cố gắng hết sức sẽ không hối tiếc. Luồng uy áp trên vùng trời Thương Kiếm Tông càng lúc càng mạnh. Mặc dù vị chủ thượng kia vẫn chưa hiện thân, nhưng mọi người đều biết ông ta đã đến. Diệp Huyên ở dưới ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Chiến! Hắn biết người sắp xuất hiện này rất mạnh, tuyệt nhiên không phải hắn bây giờ có thể đối kháng, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Lúc này Lâm Tòng Vân xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, y ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nhẹ giọng hỏi tiểu hữu có hối hận không? Diệp Huyên mỉm cười, hối hận về điều gì? Lâm Tòng Vân đáp, hối hận vì đã không rời đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, không giấu tiền bối, ta quả thật có chút sợ chết và cũng không muốn chết, nhưng ta không hối hận vì đã ở lại. Lâm Tòng Vân nhìn Diệp Huyên, với tiềm năng của tiểu hữu, sau khi cậu rời khỏi thế giới này, nhiều nhất vài chục năm nữa, lúc đó ngay cả chủ thượng liên minh hộ giới cũng chắc chắn không phải đối thủ của tiểu hữu. Diệp Huyên hỏi, khi đó người của Thương Kiếm Tông có ai còn sống không? Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, tiểu hữu ở lại đây cũng không giúp được gì, không phải sao? Diệp Huyên gật đầu, tiền bối nói rất đúng, có điều ta sẵn sàng cùng họ đối mặt với mọi thứ. Nói tới đây, hắn nhìn Lâm Tòng Vân, liên minh hộ giới chắc chắn sẽ không làm khó tiền bối. Bây giờ tiền bối có thể đi, đây là lời thật lòng của ta. Lâm Tòng Vân lắc đầu cười, ta vốn dĩ định đi, nhưng ta vẫn quyết định ở lại. Vì sao? Diệp Huyên khó hiểu. Lâm Tòng Vân cười đáp, đánh cược một lần, ta cược tiểu hữu và Thương Kiếm Tông sẽ thắng lần này. Thắng. Diệp Huyên ngửa mặt lên trời, cảm nhận luồng uy áp đáng sợ kia, chính hắn cũng có chút mơ hồ. Có thể thắng ư? Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu. Chuyện thế gian cứ cố gắng hết sức là được, còn kết quả là gì, hắn cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Cố gắng hết sức sẽ không hối tiếc. Lúc này đám người Trần Bắc Hàn đều bước ra. Khi cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ kia, vẻ mặt của mọi người đều nặng nề. Loại cao thủ này chắc chắn là thần đối với các tu sĩ của thanh thương giới. Lúc này Lục Tôn Chủ đột nhiên xuất hiện phía trên đầu mọi người. Gã ta nhìn xuống dưới. Cuối cùng ánh mắt gã rơi vào Diệp Huyên, Diệp Huyên, có cảm nhận được không? Với liên minh hộ giới ta, ngươi chỉ là một con kiến. Diệp Huyên cười nói, Lục Tôn Chủ, ông là cao thủ đã nổi danh từ lâu. Hôm nay, Diệp Huyên ta muốn thách đấu với ông, không biết ông có dám đánh với ta một trận không? Thách đấu Lục Tôn Chủ. Mọi người xung quanh nghe vậy thì kinh ngạc, mấy người Trần Bắc Hàn ở dưới cũng kinh ngạc. Hiển nhiên họ cũng không ngờ Diệp Huyên lại thách đấu Lục Tôn Chủ. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Diệp Huyên, trầm giọng bảo, cậu chớ có bốc đồng. Diệp Huyên cười nói, ta không bốc đồng, chỉ muốn xem thử Lục Tôn Chủ của thanh thương giới thật sự có thực lực hay chỉ biết nói miệng. Lục Tôn Chủ trên không trung nhìn xuống Diệp Huyên, nói châm chọc, thách đấu ta, người nghĩ ngươi xứng sao?
Diệp Huyên bỗng nhiên bay lên trời rồi tới đối diện Lục Tôn Chủ, hắn nhìn Lục Tôn Chủ, chỉ một câu thôi, đánh hay không đánh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, chẳng cần biết điều gì khiến ngươi cả gan tới thách đấu ta, nhưng ngươi sẽ hối hận vì đã làm vậy ngay thôi. Dứt lời, một uy áp mạnh mẽ đột nhiên trào ra khỏi cơ thể gã ta. Uy áp này cuộn trào về phía Diệp Huyên như thủy triều. Diệp Huyên ở phía xa mặt không cảm xúc, hắn tiến lên một bước, một luồng kiếm ý xuất hiện trước mặt hắn, luồng kiếm ý này cứ thế đã cản lại uy áp của Lục Tôn Chủ. Khi nhìn thấy luồng kiếm ý này, mặt Lục Tôn Chủ lập tức biến sắc, kiếm ý hỏa thiên địa. Ngươi, ngươi là kiếm tiên. Nghe thấy câu này, mọi người xung quanh sửng sốt. Kiếm tiên. Kiếm tiên. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên, kể cả các cao thủ của Thương Kiếm Tông cũng nhìn Diệp Huyên. Trên không trung, Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, những kiếm ý xung quanh điên cuồng hội tụ về phía thanh kiếm trong tay hắn. Keng. Một tiếng kiếm reo chợt vang vọng khắp chân trời. Diệp Huyên cầm trường kiếm chỉ vào Lục Tôn Chủ, tới chiến đi. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó một tia kiếm quang thình lình chém xuống từ trên đỉnh đầu Lục Tôn Chủ. Bên dưới, Lục Tôn Chủ nheo mắt lại, một tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt gã ta. Ngay sau đó, chân phải gã đột nhiên giẫm mạnh, gã bay thẳng lên trời, tung đấm đỡ chiêu kiếm này. Bùm! Một tiếng nổ như chớp giật vang lên ở phía chân trời, ngay sau đó một bóng người lùi lại mấy trăm trượng. Người này chính là Diệp Huyên. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên cầm trường kiếm chỉ vào Lục Tôn Chủ, tiếp đó vô số tia kiếm quang bỗng nhiên đâm ra từ không gian xung quanh Lục Tôn Chủ. Thuấn không nhất kiếm. Kiếm tiên 20 tuổi. 20 tuổi đối kháng với phá không cảnh. Ngay cả trong lịch sử thanh thương giới cũng là hiếm có. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt chân chính. Giờ phút này, những thế lực đứng sau liên minh hộ giới đã có chút sợ hãi. Chương 674, Chiến. Nếu Diệp Huyên không chết, một khi để hắn trưởng thành, lúc đó ai có thể ngăn cản hắn? Nghĩ tới đây, trong mắt nhiều người khi nhìn về phía Diệp Huyên đã có sát ý, tất nhiên cũng có một số người có ý định rút lui. Loại yêu nghiệt này quả thật đáng sợ. Còn bên dưới, vô số đệ tử và trưởng lão của Thương Kiếm Tông thì mừng như điên. Kiếm tiên chưa đầy 20 tuổi. Đây quả thật là một sự tồn tại có thể so sánh với tổ sư trước kia. Chuyện đam mỹ. Có Diệp Huyên, Thương Kiếm Tông chắc chắn có thể hưng thịnh. Lục Tôn Chủ trên không trung nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, mặt gã ta hơi dữ tợn, Diệp Huyên à Diệp Huyên. Ngươi thật sự khiến bản tôn hơi bất ngờ đấy. Ta vốn tưởng rằng ngươi nhiều nhất chỉ là ngự pháp cảnh chân chính, nhưng chưa bao giờ nghĩ ngươi chẳng những đạt tới ngự pháp cảnh chân chính, còn trở thành kiếm tiên. Nếu cho ngươi 10 năm nữa, e rằng thanh thương giới sẽ không còn ai là đối thủ của ngươi nữa. Tiếc là ngươi không có thời gian này. Diệp Huyên cười bảo, vậy thì hy vọng Lục Tôn Chủ có thể giết ta. Như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, Lục Tôn Chủ lập tức biến mất tại chỗ, sau đó một tàn ảnh bất chợt lướt tới trước mặt Diệp Huyên, một trường ấn ập xuống từ trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Trong nháy mắt này, không gian chung quanh Diệp Huyên lập tức rách ra. Rõ ràng Lục Tôn Chủ đã dùng hết toàn lực. Bởi vì thiên phú của Diệp Huyên thật sự khiến gã ta cảm thấy sợ hãi. Nếu bây giờ gã không diệt trừ Diệp Huyên, sau này liên minh hộ giới chắc chắn sẽ có tai họa ngập đầu. Dưới trưởng ấn, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, bỗng nhiên hắn cầm kiếm đâm lên trên. Nhất kiếm định sinh tử. Giờ đây sau khi trở thành kiếm tiên, uy lực của nhất kiếm định sinh tử đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Chiêu kiếm này ra, không gian ở những nơi kiếm đi qua lập tức bị chấn rách. Chiêu kiếm này đã thấp thoáng có lực lượng của phá không cảnh. Oang! Cả chân trời chợt run rẩy dữ dội chẳng khác gì sấm vang, ngay sau đó hai bóng người liên tục lùi lại, hai bóng người này chính là Diệp Huyên và Lục Tôn Chủ. Diệp Huyên lùi lại hơn 200 trượng thì dừng lại, còn Lục Tôn Chủ chỉ lùi chưa tới 100 trượng. Hiển nhiên trong lần giao chiến này là Diệp Huyên rơi vào thế yếu. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn Lục Tôn Chủ ở phía xa, vẻ mặt hắn có chút nặng nề,
lúc này cả cánh tay phải của hắn đã mất cảm giác. Không chỉ thế, thanh kiếm trong tay hắn còn có vết nứt. Đó là vết nứt do lực lượng vật chất tối gây ra. Mà Lục Tôn chủ ở đối diện Diệp Huyên cũng tỏ ra nghiêm túc, vì gã ta đã dùng hết toàn lực vào cú đấm vừa rồi, mục đích là hy vọng có thể một phát giết chết Diệp Huyên để loại trừ hậu họa. Nhưng Diệp Huyên lại đỡ được cú đấm này của gã. Đỡ được. Lục Tôn chủ hít sâu một hơi, sát ý trong mắt dâng trào. Diệp Huyên nhất định phải chết. Tiếp đó Lục Tôn chủ đột nhiên bay ra, một lực lượng mạnh mẽ hội tụ trong cánh tay phải của gã ta. Khi gã đến trước mặt Diệp Huyên, tay phải gã bỗng kết thành ấn, sau đó gã nhẹ nhàng chấn về phía trước. Ầm ầm. Thủ ấn xuất, không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức vặn vẹo, ngay sau đó chấn động một hồi, vô số vết rách không gian xuất hiện. Không gian nhiễu loạn. Nhìn thấy cảnh này, mặt Diệp Huyên biến sắc, nhưng hắn cũng không bối rối. Hắn vội vàng khởi động đạo tắc không gian, ngay sau đó những không gian xung quanh kia bắt đầu tự động khép lại. Chưa tới nửa hơi thở, tất cả không gian bị rách đều khép lại. Giờ phút này, tất cả mọi người sững sờ. Ngay cả Lục Tôn chủ cũng ngây như phỗng, gã ta nhìn Diệp Huyên một cách khó tin chuyện này. Không thể nào, sao ngươi có thể phục hồi không gian? Không chỉ Lục Tôn chủ, mấy người Trần Bắc Hàn ở bên dưới cũng tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Phải biết rằng họ có thể phá vỡ không gian, nhưng muốn tự phục hồi không gian là hoàn toàn không thể. Nhưng Diệp Huyên lại làm được. Điều này thật vô lý. Lục Tôn chủ trên không trung nhìn Diệp Huyên chằm chằm, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Ngươi! Sau nháy mắt im lặng, một tia kiếm quang đột nhiên lóe lên từ phía chân trời. Ngay sau đó một bóng người điên cuồng lùi về sau. Lần này lùi lại chừng mấy trăm trượng. Người này chính là Lục Tôn chủ. Lục Tôn chủ thua. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hóa đá ngay tại chỗ. Chương 675, chiến. Thua rồi ư. Vẻ sửng sốt tột độ ngự trị trên gương mặt những người xung quanh, đặc biệt là nhóm Trần Bắc Hàn. Y biết rõ thực lực của Lục Tôn chủ đến đâu. Biết rằng số người có thể đánh bại gã trên thanh thương giới này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà đó đều là những lão quái vật. Còn Diệp Huyên, chỉ là một thanh niên chưa đến 20 tuổi. Làm sao có thể? Lục Tôn chủ lơ lửng giữa không trung cũng ngây ra như phỗng. Chỉ một đường kiếm của Diệp Huyên một hậu bối trẻ tuổi đã khiến gã phải lùi lại trăm trượng, tuy không thua nhưng có khác gì thua. Nhưng gã không nổi giận, ngược lại càng bình tĩnh nhìn Diệp Huyên. Phát hiện mặt hắn trắng bệch, cả người phát run. Nếu ta đoán không sai, một kiếm vừa rồi hẳn đã lấy đi của ngươi rất nhiều sức lực, Lục Tôn chủ hỏi. Diệp Huyên làm thinh. Lục Tôn chủ nói không sai, đường kiếm vừa rồi đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều, đồng thời cũng mang lại uy lực vượt ngoài dự tính. Trước kia hắn chưa từng thi triển không gian chi kiếm nên không có khái niệm rõ ràng về sức mạnh của nó. Nhưng giờ khắc này, hắn đã biết một đường kiếm ấy có thể khiến cường giả phá không cảnh trọng thương. Lục Tôn chủ lại lên tiếng, Diệp Huyên, phải thừa nhận rằng ta và Liên minh hộ giới đã đánh giá thấp ngươi ngay từ đầu. Sự yêu nghiệt của ngươi vượt ngoài tầm dự đoán của chúng ta. Ánh mắt gã liếc nhìn Thương Kiếm Tông ở dưới, nếu để ngươi tiếp tục trưởng thành, về sau Thương Kiếm Tông sẽ lại sản sinh ra một kiếm chủ thương giới khác. Bốn bề rơi vào im lặng. Hiện giờ đã có gần 100 cường giả ngự pháp cảnh chân chính đến từ các thế lực lớn tập trung tại Thương Kiếm Tông. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều đổ dồn vào một người, Diệp Huyên. Trước kia danh tiếng của hắn chỉ quanh quẩn trong thế hệ trẻ, nhưng bây giờ hắn đã chứng minh được thực lực của mình còn hơn cả thế hệ đi trước. Năm nay hắn còn chưa đầy 20 tuổi, nếu cho hắn thêm thời gian, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành kiếm chủ thương giới thứ hai. Việt Kỳ tức giận chừng hắn, sao ngươi không biết nghe lời vậy hả? Diệp Huyên cười khổ, sư tôn à, người nhìn xung quanh xem có ai sẽ để con đi. Việt Kỳ im lặng. Bỗng Kiếm Huyền lên tiếng, vậy thì đánh thôi. Ở lại đây, đánh với chúng một trận, sống chết gì thì nghe theo ý trời vậy. Đó cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. Diệp Huyên gật đầu. Tuy còn rất nhiều điều không nỡ bỏ xuống, rất nhiều người chưa thể yên lòng. Nhưng cũng có rất nhiều việc hắn nhất định phải làm.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.